Xin chào mọi Xin chào người. thầy. Xin Chào chào thầy. thầy. Ừ, thầy. Xin lỗi phải giải quyết thêm một số chữ việc ở bên email của trường một tí. Dạ, thầy Ừ. ơi. Chào. Dạ, tại hồi nãy bên lớp, hồi nãy thầy, lớp Ừ. SDPT thầy, hồi Ừ. nãy em kiểm danh đó mà thầy đã đánh em vắng đó thầy. Hai câu chuyện này có vẻ khác nhau, khác lớp mà. Dạ Tự mà nhiên chú tại nhảy hồi vào đây làm gì? Dạ tại hồi nãy thì hồi nãy em điểm danh em có mà tại em kiểm tra là trên FB thì em bị đánh vắng rồi. Tự nhiên mày đã chen cái chuyện mà đang ngày vào trong bài ghi video của tao, mày thấy mày vô duyên không? Dạ xin lỗi thầy. Mày thấy mày vô duyên Dạ. sẽ sửa. Dạ. Em thầy. Nhưng mà người ta phải có một cái cách nào khác chứ, bài người cả lớp người ta đang ngời ngời ghi video tự nhiên mình nhảy vào. Dạ xin lỗi thầy. Luôn luôn có lỗi mà, chúng mày nhiều lỗi lắm, khỏi cần xin. Cảm ơn. Xong chưa? Thỏa mãn chưa? Dạ, các thầy. Đi có khác chơi để mà tao học. Dạ, chào thầy. Vãi thiệt thằng cu này. Đấy, những cái việc mà quan trọng như điểm danh thì luôn luôn chú ý, nhưng mà học hành thì nói chung thường chúng mày chả bao giờ chú ý đâu. Nhưng có vắng một buổi chúng mày gào lên, nhưng trong đó kiến thức hỏi không mà nhớ. Chúng mày có phải là những cái dạng sinh viên như vậy không? Trả lại. Dạ Không thầy không. ơi. Không đúng không? Rồi gọi đại mọi người, Phạm Cao Hoàng Minh. Phạm Cao Hoàng Minh. Nó lại cột con cờ hó ở đó rồi. Nguyễn Tuấn Khải. Dạ có. Sẵn sàng cho câu chuyện quen thuộc mỗi đầu giờ chưa? Dạ rồi thầy. Tự nói đi. Dạ là tại vì em dự hình cho nên là xin lỗi trước em. Không theo dõi hả? Dạ đúng rồi thầy. Vậy thì hôm nay mày biết câu chuyện của những cái người giỏi giang ngồi đây làm cái gì? Sao mày biết? Sao mày theo được? Dạ tại vì thầy có gợi mở ở cái slot trước là hôm nay mình sẽ làm việc về sao tiếng trong OB thầy, thì em muốn vô thăm thăm dự thính Hôm nay mày vào mày sẽ không theo không kịp với lớp tao, nó giỏi lắm rồi. Dạ, em sẽ cố gắng thầy. Lên YouTube của tao mà xem bài trước đi thì mới hiểu được câu chuyện tiếp theo. Ok, cảm ơn. Dạ có thầy. Nguyễn Phước Tùng có mặt không ạ? Dạ có. Có học lớp này không? Dạ có. Tự nói tiếp đi. Dạ hôm trước là thầy dạy về static ạ. Thì static thì nó sẽ vào bộ nhớ dùng chung. Khi gọi ra thì nó sẽ được dùng chung. Ví dụ như là nếu mà mình set cái name thì toàn bộ những thằng ăn theo name nó sẽ ăn theo thằng cuối cùng. Và có một vài hàm ví dụ như mat hay là thì nó ở trong một bộ nhớ static. Còn thầy nói cách dùng mà cụ thể thì thầy chưa nói đến. Nói Dạ. thì có ý, nói thì có ý. Dạ, thầy còn gì bổ sung không ạ? Còn chứ, nói thì có ý thôi. Nhưng mà chưa đủ đạt đến mức độ là đã thể hiểu câu chuyện hôm bữa là gì. Vì sở Tây Tịch nó hay ho lắm. Bạn nói như vậy tôi gọi là có ý thôi. Nhưng tôi chưa hài lòng câu trả lời của bạn. Lắm. Có muốn nói lại lần nữa không? Em cũng nhớ đại hay khái là hay là nói như lời lời nhạc nhạc trong tuổi trẻ của chúng mày nhỉ? Tuổi trẻ chúng mày là em nhường cho người tốt hơn, nhường em cho người tốt hơn. Sao cho chú chọn, nếu bây giờ chú nói lại hoặc là chú cho chú chọn một con người, một bạn nào đó trong lớp này, chú chọn option nào tùy chú. thì có một cái nữa là ghi chú là không dùng static cho các đặc điểm và hành vi riêng của object. Đấy là câu ăn tiền và câu quan trọng. Câu đó mới là câu quan trọng. Sở Tây Tịch là một vùng nhớ dùng chung giữa cho các object. Trong vùng nhớ này có thể chứa hàm và biến Sở Tây Tịch. Nhưng hai thằng này đều là đặc tính
và hành động của một object, nhưng nay đã được tách riêng ra để dùng chung giữa các object, cho các object. Cho nên các object của cùng cái class, của cùng khuôn đó vẫn nghĩ nó là của riêng, nhưng nó lại đồng thời là của chung. Và nếu khi nó là của chung thì vì dùng chung, cho nên object nào ơi, chúng mày đừng tư hữu, không sờ object qua biến object chấm, mà qua cái gì nhỉ? Trả lời. Dạ, class chấm. Tên class chấm. Vì lý do value này, hàm này đã là của chung rồi. Hỏi riêng từng thằng làm gì? Hỏi mẹ nó cả bản gốc đi cho rồi. Ê, sinh viên ơi, chúng mày có tên là gì ạ? Hơn là An ơi, mày tên là gì? Bình ơi, tên là gì? Cường ơi, là gì? Chúng tao đều là tên là không học bài. Đó. Cho nên khi chơi với sở Tây Tịch, dấu chấm trực tiếp là điều luôn được phải lưu ý để dùng. Và không có dùng qua new. Nếu quyết định vẫn dùng qua new thì nó cảnh báo màu vàng. Và cho dù mày có new đến cả tỷ lần thì cũng chỉ có clone một vùng RAM sở Tây Tịch mà thôi. Đó. Có new hay không có new, yếu quan tâm, cuối cùng cũng chỉ được clone một nhát. Còn cái vùng kia, cái vùng nâng sở Tây Tịch thì mẹ nó cũng phải new. Đó ra. Đó là điều mà lưu ý về sở Tây Tịch. Rồi, câu kết luận mà như anh bạn vừa nhắc với tôi. Không dùng sở Tây Tịch cho những gì là của riêng từng object. Ví dụ điểm trung bình của tôi có, bạn có, cho dù chúng mình có bằng nhau nhưng là của tôi và của bạn là hai thành phần riêng biệt. Vì cái hồ sơ của tôi đi nộp, hồ sơ của bạn đi nộp sẽ phải có điểm của tôi và bạn riêng. Như vậy, những đặc tính của riêng object thì không được dùng là sở Tây Tịch. Nếu không thì tất tần tật một object cùng value giống nhau. Cho nên ví dụ như thưa thầy, tên của một sinh viên tuyệt đối không được để là sở Tây Tịch. Vì nếu để như vậy thì toàn bộ trường sẽ cùng tên giống nhau với các bạn nhập cuối cùng. Và nếu bạn K17 đi vào, xin lỗi thầy, cả trường cùng tên. Đó là điều vớ vẩn. Đó. Tiếp theo, còn một câu quan trọng nữa về sở Tây Tịch. Ai đó nhắc tìm tôi. Cảm ơn anh bạn, tôi chỉ hỏi bạn đến đó. Một câu quan trọng nữa về sở Tây Tịch. Anh chào thầy ạ. Ừ, rồi tốt, biết giao tiếp ngon rồi đấy. Đó, chúng mày bắt đầu khá lên nhiều rồi. Tiếp. Có một câu quan trọng nữa về sở Tây Tịch. Ai đó mạnh dạn xung phong nói. Coi. Sở Tây Tịch chỉ chơi với sở Tây Tịch. Chính xác, đó là câu tôi cần. Sở Tây Tịch chỉ chơi với sở Tây Tịch. Tại sao? Tại sao? Lỡ nói lốt. Vì khi mà đứng từ static mà mình gọi ra cái non-static đó thì mình không biết gọi tới thằng nào. Còn, chính xác. Chính xác. Tôi chỉ cần một câu đúng. Câu đúng thì không thể bình luận gì hơn được nữa này. Sở Tây Tịch là vùng nhớ dùng chung. Cho nên nếu đứng ở sở Tây Tịch thì xin lỗi, tớ làm sao thấy được các nân được. Thì có rất nhiều nân xuất hiện ở trên vùng nhớ heap. Nhưng sở Tây Tịch tiếng Anh dịch tiếng Việt là tĩnh tại. Tĩnh tại có nghĩa rằng tớ chỉ ngồi im một chỗ. Các cậu hãy nhìn về tớ nè. Cảm ơn. Đấy là tất cả những điều tôi đã vừa ôn và các bạn đã đóng góp thêm. Tôi mong đầu giờ anh em xung phong nhé. Chúng mày ngần ngại lắm con ạ. À. Nói đi, tao sửa thôi. Nhớ chưa? Tôi cũng sẽ bắt đầu từ các bạn ngày xưa thôi. Tua lại mấy chục năm trước thì tôi cũng sẽ giống như các bạn thôi. Lối đi là do người ta đi mãi mà thành thôi. Có cái gì đâu. Tôi sẽ gửi cho các bạn cái URL lại. Tôi đã có chia sẻ cái file sở Tây Tịch này và một cái file mới mà hôm nay mình sẽ học để kết hợp sở Tây Tịch. Các bạn có thể vào download lại cái file này. Cái hình này tôi chưa gom vào slide nhé. Bởi vì nói chung là bài giảng tôi đang gom. Đang gom lại để các bạn cuối kỳ thì hy vọng sẽ có một đống đồ chơi đầy đủ những ghi chú cực kỳ quan trọng. Sở Tây hàng ngày độc quyền đấy nha. Hàng độc quyền đấy. Không kiếm được trên mạng đâu. Giảng kỹ lắm. Cho nên yên tâm nhớ những điều tôi nói là không có gì phải sợ. Bài giảng về Sở Tây thì hôm bữa đã post lên mạng rồi. Thì bài ngày hôm nay thì tiếp tục. Hôm nay mình học cái gì thưa thầy? Hôm nay sẽ học về nhập xuất dữ liệu và liên quan đến phối hợp với Sở Tây Tịch. Bài học này dự kiến kéo dài trong 2 buổi. Sau 2 buổi học thì tức là bữa nay và bữa thứ 2 tuần sau thì sau đó chúng ta sẽ đi vào mạng. Sau đó chúng ta sẽ đi vào phần kế thừa. Đấy là những phần mà dự kiến kế hoạch được tới. Gần kế hoạch gần. Và tôi nói trước, càng ngày càng khó lên. Tôi nói thật đấy. Cho nên mình làm ơn. Về nhà, các anh em ôn bài. Video tôi đã post lên rồi. Các lớp tôi dạy giống nhau. Tất nhiên có thể câu chữ, chửi sinh viên nó khác nhau. Tùy từng mỗi đứa nào nó ngáo thôi. Nhưng về mặt bản chất viết cốt là tôi viết giống nhau. Cho nên các bạn có thể tham khảo qua, tham khảo lại giữa các lớp với nhau.
để có thể ôn bài. Phiên này có phải mày học lớp SWR hay SWT gì đó đúng không? Có phải không ạ? Trường Quang Phiên. Phiên trả lời. Dạ em chào thầy. Mày học lớp SWR hay SWT đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Hay lớp này? Dạ lớp SWE. Rồi. Mày mới thuyết trình xong ngày hôm qua hôm kia đúng không? Dạ. Và mày biết được quy tắc của thầy Hoàng là gì rồi biết không? Dạ biết. Mày có biết tao vừa rồi tao làm hành động gì không? Dạ không thầy. Mẹ kiếp, mày đăng ký vào lớp tao trễ, mày bắt tao bị tinh một tiếng để tao phải accept mày vào lớp, mày có biết không? Dạ. Dạ là cái gì? Nói. Dạ, em xin lỗi thầy đã làm ảnh hưởng, xin lỗi thầy và các bạn đã làm ảnh hưởng. Mẹ kiếp, muốn dự thính thì dự thính, tao đâu có cấm. Mày nhìn cái góc phải trên màn hình khi mày vào lớp của tao hay là lớp của các thầy cô, mày đang xài Gmail hay là Gmail nào? Nếu xài không đúng FPT thì sẽ bị các thầy cô phải accept vào, hoặc có thầy cô khác cứ cho vào tự do hay không, thì khi đó quản lý lớp sẽ kiểu khác. Cho nên làm ơn nhớ được cái email của mình khi mình login vào, khi mình enroll vào lớp để biết đường. Để nếu có vào trễ thì lão Hoàng lão đang giảng, lão đéo biết đâu. Nhưng mà nghe tiếng tinh một cái là tao biết cái thằng vào trễ. Mày hiểu chưa Phiên? Dạ em hiểu rồi thầy. Cho nên cái mình vừa vào mà cái tao còn biết cả lớp nào nữa, là anh em còn lại trong lớp này biết coi đường, coi trường tao đấy. Học hành cho tử tế nha các con. Thầy Hoàng giảng rất tử tế nhưng phải học tử tế. Cho nên đi học phải đúng giờ nghe chưa? Dạ. Dạ cái đầu mày. Tắt mic đi. Tiếp tục. Xin lỗi mọi người, tôi hay chửi ngỡ ngang bởi vì lý do là nó bị ngắt ngang là tao chửi ạ. Đang có hứng giảng bài. Tôi vừa gửi các bạn URL, các bạn vào đó đao thì có hai phần, một phần là cái bài static đặc biệt, nhớ những thuật ngữ này để nói chuyện. Tôi đã giảng rồi. Tiếp theo tôi đưa thêm phần mới hôm nay, phần này tôi chưa nhập vào cái slide. Tôi sẽ bàn về nhập dữ liệu từ bàn phím và mình sẽ kết hợp với static. Đó. Cho nên hôm nay mình sẽ học một bài hơi lạ hơn chút xíu rồi sau đó mình mới merge với static. Vì hôm bữa mình mới học là static là gì, what. Còn hôm nay mình sẽ học, hôm nay và bữa sau mình sẽ học là when and how. Thầy cấm em không được dùng static cho những đặc tính riêng của một object, em đã nhận ra rồi, em nhớ rồi. Nhưng vấn đề túm lại thầy nói em khi nào em được. Đó, thì bây giờ mình sẽ học cái khi nào thì được dùng static. Chuyện này không phải muốn viết thế nào thì viết, bạn biết thừa là static không biết viết sai một cái là nó chạy được, hay là đẩy sai chỗ một cái là dữ liệu nó sai lệch luôn. Cho nên vậy khi nào em xài thì bài học này sẽ giúp bắt nhịp vào static. Và mình đã cảm nhận một số cái static hôm bữa rồi, ví dụ như là string chấm format mod chấm sqrt và system chấm in chấm out. Và hôm nay mình sẽ học thêm mấy cái chấm nữa để chốt hạ khi nào dùng static. Ok, để tôi sẽ quay trở lại câu chuyện nhập từ bàn phím và dữ liệu nhập từ bàn phím. Các bạn có nhìn màn hình của tôi được chưa ạ? Tôi có share màn hình rồi. Dạ được rồi thầy ơi. Đúng không? Thì hôm bữa cái bài về nhập sinh viên ấy, tôi có thòng một câu là nhập dữ liệu trong C, trong Java sẽ có một hiện tượng gọi lệnh bị lạc trôi. Lạc trôi tức là cảm giác rằng hình như nó không chạy. Nhưng thực ra nó có chạy đấy. Lệnh lạc trôi tức là cảm giác không bị chạy. Và lệnh này chỉ xảy ra khi nhập số trước nhập chuỗi. Và vậy mình xử lý việc này như thế nào trong Java nó cũng có. Bên C thì nó là lệnh nhập trôi, lạc trôi á, tức là cảm giác lệnh nhà không chạy. Thì nó có một cái câu lệnh gọi là effort hoặc effortless static. À, lệnh bị lạc trôi. Tôi giải thích rất rõ nha. Ở trong đây tôi có ghi chú. Còn trên Mac OS và Linux, nếu bạn lập trình C trên Mac OS và Linux thì bạn chỉ dùng cái câu lệnh là sweep gạch effort. Effort trong tiếng Anh thì tiếng Việt là sự thanh trừng. Standard input, bộ nhập dữ liệu chuẩn, tức là từ bàn phím đi vào thì nó sẽ đi một cái vùng gọi là buffer, bộ nhớ đệm là buffer. Bộ nhớ đệm này không được hiểu rằng là cái bàn phím của mình, nó có cái phím cơ của mình, nó có cái cao su nhún ấy. Không phải. Bộ nhớ đệm chính là một phần của RAM được cấp riêng cho mỗi app. Mỗi app có một vùng nhớ riêng, đặc biệt rất lạ, dùng để chứa dữ liệu đi từ bàn phím hay đi từ hộp tin hay đi từ chỗ nào đó vào. Cái đó gọi là buffer. Tôi sẽ giải thích sau. Rồi, vậy thì bên C hay bên Java khi mình có sự tương tác dữ liệu trong cái loại app kiểu này, nó sẽ có một vùng nhớ đệm, vùng nhớ nó chứa dữ liệu tạm thời. Và những cái câu lệnh bị lạc trôi nó dựa trên cái vấn đề buffer có trục trặc, vì chúng ta xài chưa chính xác,
nha, do những cái hệ quả của những câu lệnh ta hiểu không hết. Thì hôm nay chúng sẽ học cái khái niệm lệnh lạc trôi là gì. Đó. Rồi, ta học cái khái niệm nhập tử tế. Nhập tử tế tức là bảo nhập thế nào, nhập y chang như vậy thì gọi là nhập tử tế. Ví dụ nhập ngày tháng năm sinh mà có nhập chưa, là em có nhập. Tao yêu cầu là cái trường lúc đăng ký member trên một cái form ấy, yêu cầu là dấu hoa thị đỏ là phải nhập vào, mà nhập chưa là em nhập rồi, nhập tử tế luôn. Ok, chuyện này đéo có bàn. Đó. Ví dụ yêu cầu nhập chuỗi thì mình gõ ahihi xong. Yêu cầu nhập số ta gõ 2000 xong. Thì chuyện này không thèm bàn, cốt không có gì phải xử lý. Nhưng tình huống nhập thứ hai là tình huống nhập ngoài biên, out of range, tức là mà ngoài miền giá trị cần thiết. Tao phải nhập năm sinh cho tao từ năm 2000 đến 3000, à đến từ 1990 đến 2000. Tự nhiên gõ mẹ nó 3000. Ủa, em vẫn nhập số mà thầy. Nhưng mà gõ ngoài cái giá trị tao cần. Thì cái trường hợp này người ta gọi là ngoài biên. Mà nếu ngoài biên thì rất dễ để xử lý, dùng lệnh if là xong. Trời, bé hơn nhỏ hơn. Cho nên nếu vẫn nhập, gọi là nhập đúng như yêu cầu nhưng không hẳn là tử tế, tức là nhập ngoài cái giá trị. Bây giờ hãy chọn cho tôi danh sách ngày tháng năm sinh từ miền này đến miền này, bạn biết thừa rồi. Hay hãy gộp nhập vào cái thang điểm từ 1 đến 10, tự nhiên mình gõ 30. À, như vậy tình huống này vẫn là gõ đúng cái format, tức là cái định dạng số cần, định dạng dữ liệu cần, nhưng nó lại nằm ngoài cái tập mà mình cần, thì người ta gọi là ngoài biên. Và muốn chơi với ngoài biên thì chỉ cần là if là xong. Còn tình huống thứ ba là tình huống mà trôi lệnh, tôi đã vừa nói, hôm nay mình sẽ gặp đủ. Và tình huống cuối cùng mới là tình huống khốn nạn nhất, nhập cà chớn, tôi dùng chữ gọi là cà chớn. Cà chớn nghĩa là thế nào? Cà chớn nghĩa là nó không biết mày là muốn cái mẹ gì. Một tình huống nó quá lạ lẫm. Thế nào gọi là quá lạ lẫm? Ví dụ yêu cầu nhập năm sinh là một con số in từ giờ. Tự nhiên gõ mẹ nó chứ ahihi vô. À, nhập năm sinh mà để gõ ahihi. Thế tao hỏi với tình huống này có phải là tình huống bất thường không? Có rằng là cà chớn quá. Ahihi là năm mấy? Ai biết? Máy tính nó không tính được, nó không biết được. Như vậy cái này tao gọi là cà chớn. Tức là if không được nha. Xin khẳng định if không được. Mà sao if không được? If, bạn thử xem. Chữ if nó rất đặc biệt vui. Bây giờ tôi xử, bạn nhìn thôi, thế này tôi xử lý liền. Ví dụ như giả sử nhập năm sinh. Giờ bớt là năm sinh, mình có quyền if thử luôn. Bạn không cần gõ code nha, bạn nhìn thường dung. If, giả bộ thôi. Year of birth bằng ahihi. Tức là phép toán bằng là phép toán so sánh. Mình giả bộ vậy. S out chẳng hạn. Nhập lại, giả bộ vậy thôi. Ai, năm sinh. Giả bộ tôi biết vậy. Thì thực ra ngay cái câu lệnh này đã chửi mình rồi. Bỏ qua cho chuyện bằng. Thực ra so sánh chuỗi không được dùng bằng đâu nha. So sánh chuỗi không được quyền dùng bằng. Nhưng mình sẽ học sau, nhưng mà bạn mình hiểu là câu. Cái câu này nó sẽ nói câu. Câu này sai không phải vì chữ so sánh chuỗi là dùng bằng, mà sai vì operand. Int đi so sánh với string là câu chuyện là không chấp nhận. Không chấp nhận. Khác kiểu dữ liệu thì không thể ráp vào câu kiểu này được. Đó. Như vậy thì cái tình huống tôi vừa nói cho bạn, câu lệnh này là if không được vì nó sai cú pháp luôn. Thế thì bây giờ đặt câu hỏi là nếu tao yêu cầu mà nhập vào số mà mày gõ chuỗi, giả sử đấy, mày gõ chuỗi đấy, thì bản thân tao không thể if được để tao chặn. Ngoài biên tức là vẫn đúng định dạng nhưng không phải là value mình cần. Mày vẫn gõ số nhưng mày gõ 3000. Chọn công tác chuyên ngành từ SE rồi là IA rồi đồ họa gì đó. Tự nhiên mình lại chọn một cái ngành của trường khác, ví dụ cơ khí chẳng hạn. Khó thiệt luôn đấy nha. Thì cái cơ khí đó thì mình ít được vì nó không nằm trong tập. Còn đây là mày đưa vào năm sinh nhưng mà mày gõ ahihi, ahuhu. Tao yếu biết phải làm sao. Tình huống này if không được luôn. Vì nếu tao cố tình tao if thì nó cũng đã chửi tao luôn. Sai định dạng luôn rồi. Tức là sai cú pháp. Vậy bài toán là chập những tình huống dữ liệu đưa vào if không được luôn. If không được luôn. Thì khi đó người ta gọi là ngoại lệ. Một tình huống không biết xử lý làm sao. Ngay cả viết bằng code. Thì tình huống này khi đó máy ảo Java, JVM viết là gọi máy ảo Java là cái cơ chế khi mình F6 ấy, đằng sau ngầm nó có một cái thằng nó tương tác hệ điều hành của mình, thằng Java máy ảo. Nó gọi là một cái app nhỏ, nó chạy ngầm phía sau lưng nha, của cái app của mình. Thì nó phát hiện có chuyện cà chớn là nó giết app liền. Nó giết app liền, nó không cho mình có cơ hội sống sót tiếp phần câu lệnh phía sau đâu. Hiện tượng này người ta gọi là exception xảy ra, app sẽ bị giết. Nhưng mà nếu bị giết như vậy thì tức tưởi quá, đôi khi cảm giác oan quá, cho em nhập lại đi. Vậy thì mình phải dùng một cái cơ chế mới, chứ nếu không app Java nó sẽ giết mặc định. Cơ chế đó người ta gọi là kỹ thuật viết code, khống chế kiểu cả chớn, khống chế tình huống bất thường, tình huống biên, tình huống không dự liệu được. Đó. Thì tình cái đó người ta gọi là cụm lệnh try catch mà mình cũng sẽ học. Nên đây là những câu chuyện của ngày hôm nay. Bây giờ anh em sẽ vào viết code dần để tôi sẽ phân tích. Bài hôm nay rất nặng, nghe chưa? Đây là cú pháp hoàn toàn mới.
câu lệnh hoàn toàn mới. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đầu. New mới folder cho tôi đã, rồi tính tiếp. Nãy tao đang vừa giải quyết vấn đề cho chúng mày có một cái bức tranh toàn cảnh để hiểu câu chuyện gì đang diễn ra. Rồi, xin lỗi. Mình vào tạo mới folder. Class vẫn để đó, mình sẽ còn quay trở lại new mới folder. Cấm tuyệt đối những bạn nào vào dự thấy như tôi dặn, trong ngôn ngữ lập trình các thư mục không đặt tên có tiếng Việt có dấu. Để đừng hỏi tại sao code em éo chạy, cái này tôi đã dặn đầu kỳ rồi. Thế mà vẫn có sinh viên inbox tôi hỏi tại sao bị báo lỗi thưa thầy, lỗi cái đầu mày. Nhớ rằng không có dấu tiếng Việt essential. Mình học những điều cốt lõi khác. Essential. Tức là những bài lẻ, đây là những bài lẻ nhá, để chuẩn bị kiến thức và kỹ năng dành cho những bài lớn hơn, essential. Rồi, bây giờ tôi sẽ viết theo kiểu nhập dữ liệu thôi đã. New mới một bài. New mới một bài. Đặt tên là Student Profile. Hãy nhập hồ sơ sinh viên. Nhập hồ sơ sinh viên. Thả thẳng vào Essential. Student Profile. Không đặt tên là Student vì lát hồi nó bị đụng những cái dữ liệu, những cái tên class. Đó. Finish. Bài này làm gì thưa thầy? Bài này thí nghiệm về việc nhập dữ liệu. Thí nghiệm về việc nhập dữ liệu từ bàn phím. Để tránh cho mọi việc nó khác biệt thì tôi sẽ tách riêng một bài hàm khác. Public static. Hôm bữa tôi có giải thích tại sao static phải chơi với static rồi. Và main luôn luôn là static. Mà main luôn là static vì lý do CPU nó cần biết cái chỗ nào để nó nằm. App nằm để bắt đầu nó từ đâu. Nó cho nên hàm main phải là static đã. Thì khi đó nó nằm cứng ở một chỗ trong RAM. Khi bắt đầu app được bố trí vào thì lúc đó CPU bắt đầu biết cách tìm chỗ nào để bắt đầu cuộc chơi. Rồi, public static void. Input profile. Mình show ra thông tin của một bạn sinh viên. Bài này không OOP nha. Không OOP. Vì mình chỉ cần hiểu về việc nhập thôi. Nhập thông tin. Info trước đã. Thế nên bài này không OOP tức là không chơi class. Sao tiêu đề. Cho nên nói thẳng một câu quay trở lại, không có hướng đối tượng thì mình vẫn viết bằng C được, nhưng mà sẽ cực kỳ cực khổ trong một cách nào đó. Hướng đối tượng thì sẽ gói lại để new cho nhanh. Bạn này có thể làm một hồ sơ rất nhanh, nhưng nếu làm nhiều hồ sơ thì bắt đầu vỡ mặt nếu không có cái khuôn để đúc. Vì khi đó phải cần rất rất nhiều biến cho sinh viên thứ hai, rất nhiều biến cho sinh viên thứ ba, rất nhiều biến cho sinh viên thứ bốn, rất nhiều biến cho sinh viên thứ năm và vỡ mặt ngay. Còn đây ta chỉ cần cái khuôn và ta new. Cho nên ý nghĩa của việc chơi hướng đối tượng sẽ khác ý nghĩa của không hướng đối tượng ở đây. Là cái tính mà gọi là nhân bản, nó nhanh, giống như sản xuất hàng loạt ở bên ngoài. Rồi như vậy tôi khai báo string name address, tôi cần nhập hồ sơ của bạn này rất ngắn. Int gbert, tôi chỉ nhập 3 thôi. Nhập info của sinh viên cơ bản và in ra. Như vậy bài này có mục tiêu đầu bài của tôi, nhập thông tin sinh viên cơ bản của sinh viên và in ra. Ngoài này mục tiêu là không cần quan tâm đến hướng đối tượng, mình chỉ quan tâm cái kỹ thuật liên quan đến việc nhập xuất dữ liệu nó có khó khăn giống như điều thầy nói hay không. Thì nếu có xong thì em chuẩn bị xong rồi thì em sẽ ráp vào một cái bài của cái khuôn sinh viên như hôm bữa, chuyện nhỏ. Rồi, muốn làm bài này thì bắt buộc bạn phải biết là nhập từ bàn phím phải cần scanner và ngày bắt đầu mình đã quen scanner bằng new scanner. Cần cho cách 3 chấm ưu tiêu enter và enter system.int. Mình đã thuộc lòng rồi. Và bạn thấy tự động nó sẽ import dùm mình ở phía trên. Còn nếu bạn nào không có thì tự động gõ bằng tay. Mình sẽ có câu thông báo mời nhập và in ra thôi. S out. Tôi là người kỹ tính cho nên tôi sẽ ghi rõ là print trong print line để tôi giấu nháy nó nhập ngay kế bên. Import nên dấu cách luôn luôn phải có. Rồi tôi copy xuống để tôi lát hồi tôi dùng. Ba cái thôi. Và input name, input gbert và input gpa. Address theo đúng trình tự. Tại vì bây giờ scanner sẽ dùng cho việc gì? Đó.
name bằng sờ cờ. Vậy đây là biến đối tượng, biến object chấm để sờ cái hành động của mày. Next line, gọi chữ NE, nó sẽ tự động lên next line. Chấm tiếp to uppercase, in chữ hoa luôn. Còn tại sao chấm được lần nữa? Thầy Hoàng sẽ nói sau. Mình biết chắc chắn rằng chấm này là không phải chấm sờ tay tịch, vì chấm qua con đường new, như vậy không phải là chấm sờ tay tịch. Còn tại sao chấm được nữa? Chuyện nó từ từ tính, còn phức tạp nữa. Cuộc chơi chưa bao giờ là dễ đâu con, mới bắt đầu thôi. Rồi, name thì chỗ này phải là address, cũng là chuỗi. Nhưng mà riêng năm sinh thì phải là, chỗ này không phải là name nữa mà là year of birth. Thì bản thân ấy câu lệnh đã khác nhau rồi. Chỗ này không phải to uppercase, cũng không phải neckline, mà chấm neck in. Xong. Cái neck in là một lệnh, nó convert data từ bàn phím, tức là chuỗi, thành số. Phải nhớ cái này nha. Lệnh next in là lệnh convert data từ bàn phím. Bàn phím đi vào đều là chữ hết các bạn ạ. Bàn phím là gõ chữ. Còn gõ chữ 1, gõ chữ 2, chữ 3, dữ liệu từ bàn phím vào là chữ. Nếu bạn học bảng mã ASCII bạn biết rồi. Chữ 0, chứ không phải là số 0 nha. Chữ 0 có bảng mã ASCII, có mã ASCII là 48. Chữ 1 là 49. Còn nó hiển thị ra màn hình và nó sẽ coi đó là con số. Công việc hiển thị là một chuyện, còn công việc tính toán số là một chuyện khác. Nhưng gõ 1, 2, 3, 4 thì nó sẽ phải convert chữ 1, 2, 3, 4 từ bàn phím đi vào trong máy tính và trong RAM thành số 1234. Câu chuyện đó CPU đã lo cho mình thông qua cái hàm next in. Như vậy mình đã nhập xong. Nhưng mình nhớ nhá, convert được data vào luôn luôn là chuỗi nha, thì nó biến thành số. Còn chuỗi thì là chuỗi luôn rồi, không có vấn đề lăn tăn cho address. Và bây giờ mình sẽ in. Add out. Yay. Do profile. Out. Name 2 chấm cộng với name. Cái này mình quen rồi, bài này không có hướng đối tượng nha thầy. Khỏi. Thì được mà, còn cuối cùng nếu có hướng đối tượng thì đổ vào khuôn thôi. Như vậy chỗ này tôi thay bằng đi cần cho cách. Rồi address a cần cho cách. Để cô cho mọi người gõ. Rồi tiếp tục. Và muốn chạy được thì phải bỏ vào hàm main. Import. Cần cho cách. Xin lỗi. Import cần cho cách. Sao? Rồi tôi để cô cho các bạn nhìn để các bạn có thể chạy. Những câu lệnh này phải làm nhuần nhuyễn. Dấu chấm này mình sẽ học thêm sau. Nhưng ít nhất tại thời điểm này mình biết rằng có hai loại dấu chấm. Dấu chấm thứ nhất là dấu chấm qua con đường new. Dấu chấm thứ hai chấm trực tiếp không cần new, tức là chỉ có một vùng RAM duy nhất để dành cho việc lưu trữ và xử lý thông tin đó, thông tin mà dùng chung cho mọi object. Oh, em nhớ rồi. App 6. Mời bạn nhập. Mời bạn nhập vào tên. Hoàng Ngọc Trinh. Bạn nhìn chữ là tôi để chữ không có LN, tức là nó có ý đồ dấu nháy. Đây là cái label của ô nhập, còn đây thực sự là ô nhập. Thì ô nhập nó nằm đây, nó cách ra một tí xíu là hợp lý. Và đằng sau dấu hai chấm và dấu phẩy luôn là dấu cách. Chuyện này là hợp lý. Thằng nào biết sát vào tao quýnh đòn ấy. Ở đây tao không quýnh được chúng mày vì dạy online thôi, chứ còn tao nóng tay lắm, ngứa tay lắm khi cái kỹ năng viết code của chúng mày á nha. Tao biết thừa, cho nên anh em phải nhìn kỹ code của thầy để biết đường mà sửa cho nó đúng. Hoàng Ngọc Trinh xong. Năm sinh 2001. Như vậy giờ nếu tôi ấn enter, nghe kỹ, nếu tôi ấn enter thì mọi việc nó sẽ gắn giá trị vào biến thôi. Còn nếu tôi chưa ấn enter thì phải nên nhớ là điều rằng nó vẫn ngừng lại. Biến chưa được gắn value. Vì tao đâu biết mày đã nhập xong chưa, vì đỡ mày mà gõ thêm năm sinh nó dài dài sao. Cho nên nguyên tắc của phím enter là dùng để kết thúc việc nhập. Thì khi kết thúc việc nhập thì lệnh bắt đầu mới chính thức được gán. Next in nó đang chạy nhưng nó chưa gán vì lý do nó biết mày đã gõ xong đâu. Đây là nguyên tắc xử lý nha. Chừng nào enter thì mới xác thực rằng bạn đã kết thúc việc nhập, còn nếu không bạn cứ gõ đi. Vậy thì mình đặt câu hỏi là đồ, vậy quá trình gõ này mà chưa gán vào biến vì đâu có biết gán bao nhiêu đâu. Vì nếu gán ngay chữ 1, chữ 2 xong rồi bắt đầu gõ thêm số 0, có phải nó on off lại số 0 không? Xong bắt đầu nó lại on off lại tiếp tục trong RAM thành 200, rồi nó on off như vậy CPU tự nhiên nó bị lắc. Cho nên nó không có ngu đâu, CPU nó chơi khôn lắm. Chừng nào mày chưa enter tao éo để vào biến. Vậy tao phải có một chỗ để tao để. Chỗ đó người ta gọi là buffer, bộ đệm nha, bộ đệm nhập xuất dữ liệu. Đó. Rồi, giờ tôi ấn enter bắt đầu nó vào này. Quá thiệt tình. Lệnh lạc trôi đã xuất hiện.
động phộng trôi của anh sếp Sơn Tùng nhà mình đã xuất hiện. Tại sao không cho em nhập address? Câu lệnh này y chang bị như bên C. Chỗ này chúng mày sợ scanf phần trăm SC hoặc phần trăm C cho cái chúng mày vỡ mặt liền. Éo có gì đâu, nó cho trôi qua luôn đấy. Lệnh bị lướt qua. Có lướt không thầy? Có bỏ lệnh này không? Giống như mày em bỏ bữa không? Không, nó không bỏ bữa đâu, nó vẫn chạy đấy. Nhưng nó chạy theo một chiều hướng tôi còn gọi vui là chiều hướng cầm đèn chạy trước ô tô tài lanh. Tao éo nhờ mà mày đã làm. Nó tự động nó gán giá trị luôn đấy. Nó gán giá trị cực kỳ dễ thương. Mình sẽ nói sau. Tài lanh hay cầm đèn tại trước ô tô, cái ô tô cái đèn pha nó sáng lắm, tự nhiên mày đi cầm đèn mày rọi đường cho ô tô, người ta gọi là làm cái việc thừa. Hoặc là tài lanh bố không nhờ cũng làm. Hay mày đã làm những cái điều vớ vẩn. Thì hiện tượng này. Và nó sẽ in ra address của bạn éo có gì. Đây này. Tôi bôi đen cái này này, tôi đã chuyển, tôi bôi đen. Vẫn đủ một khoảng trắng của tôi. Như vậy trong trường hợp mình tên của bạn không có gì, tôi gọi là rỗng. Rỗng tức là một trạng thái không có gì cả. Thì tôi bôi đen tôi thấy. Đó, cho nên các bạn làm phải nó đúng nha. Cho nên các bạn ở cái chỗ này các bạn không thể test thử được. Và dữ liệu bản chất về nó phải để edit là luôn luôn phải đây này, dấu hai chấm đây này. Đó, nó khác nhau lên đây này. Code của người ta đây này. Đó. Rồi, em đã hiểu. Như vậy hiện tượng lệnh lạc trôi đã xảy ra khi nhập dữ liệu chữ trước số. Chữ trước số. Nào. À xin lỗi, số trước chữ chứ. Rồi bây giờ đảo cho thằng này ra cuối. Cần chữ X. Xin lỗi. Cho thằng này ra sau cùng. Cho thằng này ra sau cùng. Cần chữ X. Để đến cuối. Tức là nhập hai chữ với nhau đi đã. Rồi sau đó sao? Nhập chuỗi, tên, nhập địa chỉ và nhập năm sinh để xem mày còn bị không. Hoàng Ngọc Trinh. Địa chỉ Man Thiện. Không nhập tiếng Việt nha, đừng nhập tiếng Việt có dấu, tiếng Việt có dấu từ bàn phím này nó sẽ phải hiểu là bảng mã không phải là Unicode, nó không hiểu bảng mã Unicode. Thì bạn phải lưu ý, gõ tiếng Việt không dấu thì được, còn xử lý tiếng Việt có dấu trong code là ok. Java hỗ trợ tiếng Việt từ trong code, còn đây là từ bàn phím đi vào là câu chuyện của bảng mã của cái cửa sổ CMD đen thui này. Và CMD đen thui này nó sẽ dùng cái bảng mã khác. Dùng bảng mã khác, nghe chưa? Đó cho nên bạn lưu ý thôi. Vậy thì tiếp tục, nếu tôi gõ 2001, ủa chứ bình thường mà thấy đâu có trôi lệnh đâu. Thì đúng rồi, nó nằm cuối cùng đấy mà. Như vậy giữa hai lệnh nhập chuỗi không bị, cái next line này nó không bị trôi. Nhưng next in nó sẽ bị trôi khi nó đứng trước cái next line. Em nghi ngờ thầy, làm cú cuối cùng nữa là biết chắc chắn, cho next in lên trên cùng. Tức là trước input name. Trước input name. À. Thì tôi để thế này, tôi cá với bạn name sẽ bị lạc trôi. Name sẽ bị lạc trôi. Vì lý do nó ở ngay sát thằng này, nhưng hai thằng này ở với nhau vô tư. Chạy thử coi. Nào. 2001. Enter. Undo. Name bị trôi. Address đã ok. Như vậy thôi, lúc này Man Thiện em đã phát hiện chính xác điều thầy nói, nhập số trước nhập chữ là thế con mẹ nào lệnh nhập chữ toang. Rồi. Bây giờ xem tiếp. Thôi tôi để muốn nó toang ngay từ giữa về cái trình tự hợp lý là nhập tên trước rồi nhập năm sinh, giống như trong chứng minh nhân dân của mình là hay thẻ căn cước là tên trước rồi đến năm sinh. Cho nên tôi vẫn để cho trôi ở đây cho nó hợp lý về mặt logic nhập thôi. Chứ còn biết thừa là thằng sau bị chết, hay nếu trên cùng thằng trên ngay sát nó bị chết. Tiếp tục. Câu chuyện thứ hai, nếu tôi gõ tiếp Hoàng Ngọc Trinh. Nhìn kỹ này, 2001 cách. Có chữ cách cho tôi. Man Thiện. Đường Man Thiện gần trường mình. Bạn enter thấy gì? Thấy gì anh em? Là cắt Man Thiện. Như vậy thực chất một điều câu chuyện ở đây là lệnh có lạc trôi không? Lệnh không lạc trôi đúng không? Vì lệnh address nó có chạy mà chứ đâu có bỏ qua đâu. Tài lanh nè, hốt rác của thằng trước để lại đem qua thằng sau. Ủa vậy hồi nãy nó không hốt à thầy? Có. Nhưng mình sẽ xem, tôi sẽ giải thích.
cách man thiện sẽ để lại cho thằng sâu hốt. Nếu nhìn đúng của tôi đây này, bạn nhìn này, một dấu cách này, một dấu cách nữa này, à, cách man thiện để sau, em thấy vui vãi. Bên si bị y chang nha các con, bên si y chang. Như vậy đây là một hiện tượng gọi là buffer, tức là bộ đệm bàn phím bị rác để lại. À, cú thứ ba tiếp theo bắt đầu. Em cũng nghi ngờ quá. Em gõ lại này thầy. 2001 Lý Thường Kiệt viết tắt. Cũng y chang à, nói chung cấm lại để lại rác là có chuyện. Bây giờ em thử lại một trường hợp cuối cùng thưa thầy, Hoàng NT. 2001 Man Thiện tôi viết tắt, viết liền. Vỡ mặt. Và lúc này người ta gọi là trường hợp cuối cùng xảy ra đây. Cả chớn đã xuất hiện, áp bị giết. Như vậy hồi nãy tôi vừa minh họa bạn trường hợp là trôi lệnh. Hai trường hợp dù có cách man thiện hay không có cách man thiện, tức là enter luôn, là hiện tượng trôi lệnh đã xảy ra, là cảm giác lệnh áp ra đã chạy luôn. Còn cái tiếp theo là trường hợp này, cả chớn xảy ra và bạn thấy áp bị giết liền. Áp bị giết là sao? Cách cũ hồi nãy á, app nó vẫn chạy bình thường nhá, nó vẫn in address có thứ đầy đủ, nó in profile của bạn là. Còn bài này á, nó chết ngay từ câu lệnh này, chết từ chỗ này. Thì bạn không có cửa in câu là địa chỉ của bạn là, không có mời nhập luôn, giết luôn. Như vậy hiện tượng này là hiện tượng đưa data cả chớn quá. 2001 man thiện, tao biết đây là giá trị mẹ gì. Mày gân cổ lên cãi với tao rằng đây là 2001 đó. Nếu mày nói là 2001 đó thì tại sao có chữ MT? Ủa dư thôi mà, dư thì dư thì dư, gõ phải có đúng, mày nói là dư mà hàm ý 2001 thì mày phải gõ lại 2001. Chứ đối với tao, data mà sai, tao éo xử lý. Cái này tương đương câu chuyện là đề bài thi đã sai, câu giải là vô nghĩa. Thầy nói cho hay cho cố mà thầy viết sai chính tả. Vứt đi thầy đi. À, cái câu anh em mình hay nói với nhau vậy. Mình đã có phốt rồi sao mình đi dạy người ta được. À, cho nên thầy Hoàng đang chửi cho mày được thì ráng đi tìm phốt của thầy Hoàng đi, thì may ra thầy Hoàng mới tắt gài cắt con gà gáy. Như vậy câu chuyện ở đây là mày đã đưa data sai thì mọi xử lý phía sau là vô nghĩa, vì không chắc là 2001, MT là 2001, biết đâu là 2002 thì sao, biết đâu là 20001 thì sao. Nói chung tóm lại, và bạn thấy nó gửi chửi một câu dễ thương. Java nó lúc này nó ngồi nó chơi cái trò gì, nó gửi cho bạn một tin nhắn đây. Cái này tao nói hồi mình sẽ gặp lại. Nó gửi cho bạn một tin nhắn, nó bảo rằng hey, mày đưa dữ liệu cả chớn lắm luôn nha. Đây là tin nhắn báo cho mày, nó giống send message cho mình nhé. Tinh một cái. Rồi. Mày vừa nhận một cái message, tao báo rằng đã có một tình huống cả chớn liên quan đến nhập dữ liệu không đúng định dạng chuẩn, mismatch, không đúng dạng chuẩn. Và tao gửi cho mày thông điệp đó, vừa gửi cho mình cái sau nó giết app luôn. Đó. Nó giết app luôn. Như vậy trong tình huống là mình không có cơ hội sửa sai khi mình đã bị sai. Đó. Nó không như trường mình à, sai trong bài thi final thì vẫn còn lượt retake. Không, đây sai là đi luôn. À, cho nên thấy chưa, Đại học FPT chúng tôi vẫn rất nhân từ cho việc thi cử. Thầy Hoàng lại mượn, lại là người PR cho trường đây. Ngày xưa thời đại học của tôi nha, tôi học đại học Khoa Học Tự nhiên năm 1995. Rồi cử vào đầu kỳ đầu tiên tao bị rớt môn. Và nhà trường chỉ nói một câu, các bạn ạ, quy tắc đào tạo tín chỉ của trường chúng tôi là rớt môn thì bạn học lại luôn nhé, không có thi. Không có thi lại. Đau đầu chưa? Hết. Ngay từ năm 95 tao đã trải nghiệm cái điều đó rồi. Ba má chúng mày thì cũng trải nghiệm điều đó đấy con. Nên anh em công nhận là FPT mình cũng nhân từ không? Hay là ngồi chửi thầy Hoàng nói vuốt đuôi trường? Trả lời. Dạ, vẫn còn nhân từ thầy ơi. Vẫn còn nhân từ, tất nhiên chuyện nào chúng mày khiếu nại là chuyện của chúng mày. Nhưng mà thi lại là chuyện nhân từ. Cá nhân tôi không thích thi lại. Không, thật sự cá nhân tôi thời đấy tôi học đại học rớt là rớt nha, rớt là rớt. Không thi lại thì được mẹ gì cả. Không có retake. Ngày xưa đó, hỏi các bạn bên bách khoa anh chị có thứ này nọ thì cũng vậy luôn đấy. À, cho nên chửi cho đúng. Thấy chưa? Rồi, nó gửi mình tin nhắn mà nó giết mình. À, đây là tình huống cà chớn bạn đã quan sát hết rồi. Và bây giờ em phải giải quyết từng câu chuyện. Thứ nhất, phải giải quyết câu chuyện trôi lệnh đã. Và thứ hai, giải quyết câu chuyện cả chớn. Bây giờ tôi sẽ giải thích nhanh về khái niệm thế nào là trôi lệnh một chút xíu. Các bạn nhìn được gương mặt đẹp trai này chưa ạ? Rồi thầy. Có ạ. Luôn luôn đi kèm RAM.
Đây thành ra khi app của các bạn, khi app của các bạn bắt đầu được chạy, kể cả Windows hay Garena hay là Word, Excel, PowerPoint, thì nếu có tương tác với bàn phím, cái nguyên tắc chạy của nó như sau: app được đi vào RAM ở cái phần gọi là code segment, các câu lệnh của game, các thứ này của Word, Excel, PowerPoint nó vào trong RAM hết. Cái nhìn nó ra nó đưa vào từ từ, chứ cả cái app Word, Excel, game của chúng mày nó to lắm nên đưa vào từ từ thôi, chứ nó không phải đưa đến đâu nó dùng đến đó. Chuyện đó chuyện CPU đó rồi. Nhưng bản chất câu chuyện là app vào RAM, thì cái việc mà nhập dữ liệu từ bàn phím ấy, thì dữ liệu bạn gõ không bao giờ nó đi ngay vào trong cái biến đâu. Nó phải đi vào một vùng RAM của app đó, một vùng RAM đó gọi là buffer, không nhầm với buffer là kiệt đứng nha mày. Mua buffer là mua gói mua vé ăn rồi vào ăn thoải mái rồi chọn món. Ở đây không, buffer là bộ đệm bàn phím không. Nó là một vùng RAM ở trong đây đi kèm với cái app, và mỗi app sẽ có một vùng bộ RAM ra, nó khoảng chứa được vài ngàn ký tự dành cho việc nhập dữ liệu. Thì bạn muốn test được cái này nó dễ thương lắm. Bạn test cái vùng RAM này hay lắm. Vùng RAM này để làm gì? Để nó ngồi nó capture data. Và trong tình huống là data chưa bắt được xác định chính xác là gì thì cứ để vào đó, thì từ từ bắt đầu chừng nào mày enter thì tao file online. Và trong một số tình huống là máy nó bị lag, nó không kịp nhận hết dữ liệu thì cứ thảy vào đó đi, rồi lát thôi tao xử lý. Nên bạn muốn test cái buffer nó hay lắm. Bạn về nhà bạn mở cái game Garena của bạn lên, cứ mở lên để cho nó chạy. Bạn mở Photoshop lên cho nó chạy. Bạn mở VLC lên để mở một cái phim HD luôn cho nó chạy. Rồi bạn sửa cái hình Ngọc Trinh trên Photoshop hay 3D Max xong, bạn render ra cái ảnh. Bạn mở một cái trình editor phim nha. Máy bạn dù nó co cỡ nào cũng vậy, bạn mở một trình editor phim. Bạn mở vài cái đoạn phim rồi bạn render để ra một cái phim cực tổng. Cái đoạn đó tính cả tiếng đồng hồ đấy, nếu máy mà cạc đồ họa mà yếu. Rồi, tiếp tục bắt đầu bạn mở Microsoft Word đây, chỉ cần phải mở Word trước. Rồi bắt đầu bạn gõ, bạn mở cái kia cho nó chạy tới luôn, bạn mở luôn cả trình nghe nhạc luôn. Tức là mục tiêu của cái này để tôi mục tiêu tôi test thử xem cái máy của mình nó bị lag cỡ nào. Và xem CPU nó xử lý thế nào. Nó xử lý hay lắm. Lúc đó phim sẽ bị giật. Khả năng phim sẽ bị giật bởi vì cả đồ họa của bên dựng phim kia, bạn đang xem phim mà bạn đã render phim nữa. Thì bắt đầu CPU nó dù có co nhiều cỡ nào bắt đầu bị bối rối. Hệ điều hành nó sẽ phải chạy qua chạy lại và lệnh đồ họa bao giờ cũng tốn ra và tốn CPU hơn. Dù có cả đồ họa rồi. Thế thì nó sẽ bị lag. Cho nên bạn thấy phim nó bị giật. Bởi vì đơn giản là mình đang kéo render bên này thì CPU nó phải chia, nó chạy qua chạy lại, dù nhiều co nó chạy qua chạy lại thì nó vẫn phải bị lag một chút xíu, dành nó nhịp nó chưa kịp về để nó render một cái frame ảnh tiếp, nó sẽ bị lag một chút xíu, nó bị giật. Rồi bây giờ bắt đầu bạn tiếp tục, bạn mở Word lên, bạn gõ cộng hòa, bạn gõ rất nhanh, gõ nhanh nhưng không cần quá đáng luôn. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin đổi chuyên ngành, kính gửi ban giám hiệu trường đại học FPT hay là phòng đào tạo đại học FPT. Bạn gõ một hồi, bạn gõ như vậy, tôi cá bạn thấy Word nó không kịp đón phím, nó không kịp đón, nó không kịp hiển thị, bởi vì đơn giản những cái tác vụ kia có khi độ ưu tiên cao hơn, cho nên nó xử lý cái phần nhập dữ liệu của thứ này nọ trước, phần xử lý bên phim trước, nó không kịp hứng được toàn bộ dữ liệu, vì lúc đó dữ liệu phải hiển thị, gõ vào và phải hiển thị trên các màn hình Word, cho nên CPU nó không kịp. Nhưng bạn cứ để im đi, bạn gõ nhiều đó, bạn ngồi im sao nó hỏi, mà sẽ thấy vui cực. Đến một lúc đoạn bắt đầu, hoặc bạn vào sang kia bạn tắt một cái trình render phim đi, hay là bắt tắt một vài app đi, hay bạn để cái im đi, nó hỏi bạn từ từ bạn thấy chữ cộng hòa xã hội nó nhảy ra, chữ đơn các thứ này nó nhảy ra. Quá đủ, mình đâu có gõ nữa đâu. Không, mình không gõ, nhưng thực ra những gì mình gõ lúc nãy ấy là đã nằm sẵn trong một vùng đệm rồi, và CPU nó chưa kịp xử lý thì nó để đó. Bần vào đó thì không cần xử lý, nó rất dễ. Bàn phím chơi trực tiếp RAM cứ để vào. Rồi sau CPU bắt đầu ngồi nó nhặt, nó biết được phần này của Word, bắt đầu nó đẩy ra từ từ. Đến đây bạn đã hiểu thế nào là đệm chưa? Là một vùng trung gian để lưu trữ dữ liệu, dành cho trường hợp chúng ta bị lag, chúng ta không kịp xử lý. Đến đây đã hiểu được câu chuyện thế nào? Rồi, tắt cơ mặt để quay trở lại giảng. Như vậy thì cái phần hồi nãy của mình nó nghĩa là thế nào thầy? Khi tôi ấn gõ bàn phím vào name thì câu chuyện là neckline hàm này làm gì? Nó ngồi nó hốt sạch trong buffer, nó hốt cả enter. Bây giờ tôi sẽ F6 chạy trở lại. Hoàng NT, vậy tôi gõ chữ H mà nó vào buffer chứ nó chưa vào biến name đâu. O A N G nó vẫn vào buffer, nó cứ vào đó thôi. Nó chưa kịp xử lý. Nó giống như hồi nãy câu chuyện NT. Tôi chưa thèm enter thì nó chưa vào, chưa gắn vào biến. Nhưng nếu tôi enter thì nó bao hàm hai việc: phím enter đi vào RAM luôn, đi vào buffer luôn. Và CPU nó gặp enter là tín hiệu enter, nó hiểu rằng đây là một cái interrupt để nói rằng chuẩn bị cho việc kết thúc nhập rồi để gắn. Như vậy toàn bộ dữ liệu này cộng với phím enter là một data, là một biến, nó sẽ thảy vào, nó được hốt ra. Neckline sẽ hốt toàn bộ trong buffer, hốt sạch nha, hốt luôn cả enter luôn, nghe kỹ câu đó. Và nó sẽ dục cái enter đi, nó hốt sạch buffer, nó dục enter, phần còn lại nó thảy vào biến name. Như vậy đến đây hiểu được nguyên tắc đầu tiên, name đã xong.
Vậy lúc này buffer còn gì không? Trả lời. Không. Vì đây quy tắc của neckline là hốt sạch. Buffer không còn gì. Như vậy này, Gearbird nó đi vào thì nó thấy buffer hết rồi. Như vậy lúc này ta sẽ phải, và không có data nào liên quan đến con số, như vậy nó chờ mình gõ 2001. Nếu tôi ấn enter luôn thì 2001 và enter dĩ nhiên đang trong buffer, thì đi vào next in là tao cần một con số nguyên thôi. Thằng này chơi đều khốn nạn, gặp con số nguyên tao chỉ lấy đúng phần số nguyên tao convert vào 2001, tao để mẹ lại cái enter ở trong buffer. Và thế là thằng sau neckline là nguyên tắc line là một dòng, dòng thì kết thúc bằng enter. Mày quá, nó hỏi buffer trước, buffer ơi, mày có cái mẹ gì không, tao có enter, tao gửi cho mày nhé. Như vậy neckline nó hốt sạch gồm cả enter, dục enter đi thì phần còn lại éo là gì cả, tức là rộng, nó gán vào address và kết luận address không có gì cả, bị trôi lệnh. F6 tiếp tục, hoàng anti, câu chuyện quay trở lại lúc đầu buffer không có gì thì nháy nháy enter hốt sạch buffer rồi và không còn gì. Như vậy 2001 cách man thiện thì nguyên tắc dấu cách này, dấu cách trong lập trình nhập từ bàn phím có hai ý nghĩa, có thêm một ý nghĩa, dùng để phân cách các phần của biến. Nếu quay trở lại câu chuyện của bên C, nếu các bạn gõ như thế này, về làm bên C nhá, in A phải B chấm phải, tôi gõ tắt thôi nhá, tôi gõ tắt scanf và A và B, lẽ ra chỗ này nó phải có cái phần chấm D nữa nha, và A, nhưng mà tôi gõ tắt thôi các bạn, và B. Bạn có quyền, hay bạn có hai lệnh scanf rồi, và A và B, tất nhiên nó còn phần chấm D, nhưng mà mất công gõ thì tôi nói trước cho các bạn biết là tôi cố tình gõ sai cú pháp chút xíu, mục tiêu để dành cho việc là làm nhanh thôi, và B. Thì hai câu lệnh này chạy tương đương nhau nhé, tức là cặp này là được, hay là bạn bỏ câu lệnh này đi, hai câu lệnh này với này đều nhập từ bàn phím, và bạn có những cách nhập sau, bạn gõ chữ 5, 10, 5, enter, 10, enter, đây là một cách cho hai cái cụm lệnh này đều được. Bạn gõ 5, cách 10 và enter đều được như nhau. Dấu cách được hàm ý rằng để chia tách các phần value gắn cho các biến sau đó. Như vậy mỗi thằng nó đến lượt nó đã đấy. Như vậy nếu bạn gõ 5, cách 10 và enter, luôn luôn phải enter để kết thúc là nhập, thì 5 sẽ dành cho A, 10 dành cho B và enter để báo rằng hai đứa chúng mày vào RAM đi. Đó. Như vậy dấu cách được quy ước rằng dùng để phân tách các phần của biến, tao chỉ lấy đúng phần đến lượt tao lấy đúng phần tao, phần còn lại kệ mẹ thằng nào lấy thì sau tính. Như vậy nếu dấu cách man thiện ở đây đồng nghĩa với việc rằng 2001 tớ sẽ lấy thảy vào Gearbird hen, và phần còn lại cứ kệ mẹ nó, thằng sau hốt thì hốt, thằng sau lấy thì lấy. Vậy lúc này trong trường hợp này tôi gọi là buffer có rác. Cách man thiện và enter. Như vậy lệnh sau nó nhập, nếu tôi enter lệnh sau nó sướng quá, trong buffer có enter, có cả cách và man thiện hốt hết, và dục enter đi, cuối cùng cách man thiện vào address. Anh em theo kịp chưa ạ? Dạ kịp thầy ơi. Thấy buffer hay không? Và hiểu lập trình, thấy bắt đầu câu chuyện hay chưa các con? F6 đi tiếp. Hoàng anti. Em nhập 2001 MT thầy làm mẹ gì em? Đây không có dấu cách mà có phím enter chuẩn bị, thì như vậy cả phần này là không dấu cách thì phải hốt hết, và hốt hết thì đây éo phải là con số, thì đây là tình huống mới, éo phải là trôi lệnh, mà là chắc chắn tiềm ẩn trôi lệnh, nhưng mà để chết từ câu lệnh data cả trời. Vậy thì tôi đã giải thích buffer rồi. Vậy thì bên C nha, cứ cả trời mình sẽ học riêng, còn bên C bây giờ giải quyết câu lệnh trôi lệnh trước đã thầy, trôi enter hay trôi phần rác rồi thì câu chuyện này là do next in nó khốn nạn, nó để lại rác. Còn next line sống có trách nhiệm, hốt tất cả kể cả enter. Cho nên chỗ này người ta gọi là để lại rác. Để lại rác trong buffer, cái lệnh next in ấy. Đây là cách thiết kế của nó. Ủa tại sao kỳ vậy thầy? Vì next in nó chỉ hàm ý tao cần có số in, thì tao lấy đúng phần in. Còn chuỗi thì lấy tất cả, line là lấy tất kể cả enter. Đúng không quy tắc? Cô giáo đọc bài thơ, hôm nay trời nhẹ lên cao, xuống hàng nha các em, tức là tương đương enter, thì chúng mày phải viết được cái dòng kế chứ còn gì nữa. Như vậy neckline là một dòng đó. Để lại rác trong buffer, tệ nhất là enter, còn nhiều, còn tệ hơn nữa, tệ hơn của cái nhất nữa là enter, rác và enter, rác dấu cách cộng với enter.
Và bên C bảo rằng nếu làm điều này còn rác thì xóa mẹ bộ đệm đi con, xóa bộ đệm trước lệnh nhập chuỗi. Thế là xong vậy, thằng vào sau cái đéo có cái gì thì bắt đầu nhờ nhập đi. Và xui à đấy, lệnh nhập bộ chuỗi này xóa bộ đệm của bên C đã xuất hiện, tôi đã giải thích. Nhưng xui bên Java éo có lệnh nhập bộ xóa bộ đệm. À, có rất nhiều cách xử lý nha. Thì tôi đưa ra một cái cách gọi là Âu Dương Phong theo phong cách của chuyện trưởng Kim Dung. Và thứ hai là cái đường tránh đạo Quách Tĩnh. À, Quách đạo Quách Tĩnh chính là mình đang xài sở tây tịch đây nè các con. Yeah. Có một khái niệm gọi là class chai bao, wrapper class sẽ xuất hiện sau này nữa. Class integer liên quan đến boxing và unboxing, liên quan đóng hộp và mở hộp. Class mới xuất hiện, integer chữ hoa, không phải là int chữ thường. À đồ, đó là một điều mới thầy, từ từ thầy sẽ nói. Cho nên đừng có vội nghĩ rằng những điều gì thầy Hoàng giảng dễ thương và dễ hiểu. Những phần phía trước coi như biết hết mẹ Java rồi, chưa đâu con. Nếu hồi nãy các bạn vào sớm, các bạn thấy tôi giảng cho những cái phần của kỳ 5 đấy là còn n thứ mới nữa. Cũng vẫn hướng đối tượng bài căn bản nhưng có nhiều phần khác về thiết kế. Cho nên kết luận câu, hãy suy nghĩ đổi ngành ngay từ ngày hôm nay nếu không có đủ độ kiên trì ngồi trước máy để yêu việc với code. Lệ phí đổi chuyên ngành là 2.350.000. Tiếp tục. Vậy để xóa bộ đệm bên C thì nó có lệnh, bên này không có. Vậy mình có hai cách, Âu Dương Phong và Quách Tĩnh chơi tà chiều. Sucker chấm lợi dụng chính lệnh neckline. Tao nói mày nghe nha, em nói với thầy nghe nha, cái này nó trả về một chuỗi đó. Và tao éo gán chuỗi này vào đâu cả. À, chỉ đơn giản là xóa bộ đệm thôi mà. Vì hồi nãy thầy nói với em cái câu mà em bắt lại được. Neckline hốt tất cả kể cả enter. À, hốt xong éo gán vào biến nào. Câu lệnh này có cảm giác bị thừa, thầy thấy không? Ở dưới này này, neckline phải gắn vào đâu đó chứ. Neckline phải gắn đâu đó. Tao éo gắn thì tao muốn hốt rác thôi. Và bạn đã từng biết một cái hàm hôm bữa tôi nhớ, các bạn còn nhớ cái câu mà SQRT bên C có câu lệnh này thì đừng nói là nó không chạy, nó có chạy, nó trả về 2 mình không dùng thì thôi. Áp đâu báo lỗi. À, mình đã học rồi mà. À, như vậy hàm trả về giá trị bạn không hứng, bạn hứng vào biến nào được không? Em hứng vào biến khác được không thầy? Được. Nhưng mà ảnh hưởng mẹ biến đâu có giá trị đâu, vì đây là rác thôi mà. Bây giờ nếu bạn gắn vào cái biến tạm và bạn in cái này ra, tôi cá bạn là rác phần làm cách man thiện đó. Thôi khỏi cần, để chơi một lệnh có cảm giác bị dư nếu mới đọc code. Cảm giác bị dư nhưng đây là cái trick, cái mẹo để mình xóa bộ đệm. Cho nên tôi gọi là tà chiêu, quánh theo không phải lường đàng hoàng. Tự nhiên gõ câu lệnh gọi hàm, éo lấy giá trị trả về. Xóa bộ đệm đó mày, F6 đi các con. Dăm ba cái đồ yêu. Hoàng Ngọc Trinh 2001 à. Enter. À, bộ đệm đã xóa thưa thầy. Thế có vẻ ngon, man thiện. F6 Hoàng Ngọc Trinh năm sinh 2001 cách man thiện. Liệu rằng địa chỉ nhà em có đường man thiện không? Không. Phần đầu lấy cho địa chỉ năm sinh, phần cách man thiện lên đường. Vì man thiện hay là Lý Thường Kiệt sẽ được nhập ở đây. Alo, anh em đã hiểu cách xóa buffer chưa ạ? Dạ rồi thầy ơi. Và bây giờ còn sợ bị trôi lệnh nữa không? Không. Câu lệnh này hoàn toàn hợp lệ. Hợp lệ. Nhưng tôi không thích. Vì next in viết kiểu này, next line viết kiểu này nhìn nó có vẻ tà chiêu. Nhìn nên nhớ nha. Next in, xóa trôi bộ đệm chưa thầy? Hết rồi. Hoàng NT lại nhắc nữa thầy. 2001 MT thì câu lệnh này app vẫn chết như thường. Lý do mày đưa data cả trốn. Data cả trốn là một câu chuyện khác mình xử lý sau. Liền bây giờ. Như vậy đến đây mình đã hiểu câu chuyện là liên quan đến việc xử lý trôi lệnh mình đã xong. Tức là sống có trách nhiệm. Xóa bộ đệm ngay sau next in. Còn nếu mày đưa data cả trốn đó là một vết khác. Mình sẽ học riêng. Như vậy đã giải quyết xong câu chuyện trôi lệnh. Nhưng câu chuyện trôi lệnh này viết kiểu này không đẹp. Viết kiểu này nó nhìn câu lệnh nó bị dư tả chiêu quá. Mình sẽ xài sờ tây tịch. Nó mới chuyên nghiệp đó. Và nó viết hoàn toàn hợp lý. Vẫn tận dụng lại cái neckline để xóa bộ đệm đó. Và tôi bôi đen toàn bộ câu lệnh của Âu Dương Phong đi. Tôi sẽ dùng câu lệnh mới. Như vậy mời bạn nhập vào dữ liệu. Vậy vẫn phải có câu giữa bớt đúng không thầy? Bây giờ trò Quách Tĩnh đường tránh đạo bắt đầu. Nếu bạn nào xem chuyển trường rồi. Như vậy, gopper bằng integer chấm. À, thầy ơi, thầy đang nói với em về cái chấm mà thầy không có thèm new ấy thầy. Em nếu biết class để làm gì, nhưng biết chắc chắn là chấm mà không cần new mà nó sổ được ấy. Thì em xua với thầy, chắc chắn là sở tây tịch. Thầy ơi,
em muốn có thầy làm cho em thử cái này xem có sợ tay tịch không, em tò mò lắm. Scanner là class, em biết thừa nó class một cái khuôn chấm addo nó không sổ ra gì thầy ơi. Như vậy class scanner được thiết kế, cái khuôn scanner được thiết kế hoàn toàn không có sợ tay tịch tại thời điểm tôi đang nói vì chấm mới đéo ra. Nhưng cái class student hôm bữa của mình chấm, mình cố tình thiết kế sai cái sợ tay tịch rồi, student chấm name là nó có string chấm format mat chấm mat chấm và sổ, và bạn thấy toàn là sợ tay tịch. À giờ em hiểu rồi, sợ tay tịch dùng cho một việc gì đó em không biết nhưng xài trực tiếp chấm như vậy. Còn tại sao nó được tại sao được quyền chấm trực tiếp tôi giải thích rồi, còn khi nào làm sợ tay tịch thì bắt đầu mình đang dẫn vào. À em hiểu rồi, như vậy bây giờ thầy biết cái mới, tức là thầy lại giới thiệu em một class mới đúng không thầy? Class này tôi gọi là class child bound, kiểu như sugar daddy vậy ạ. Thế nào là bao, cái này nó bao lại cái integer parameter của mình sẽ học riêng nha, bởi vì xét quan điểm của lập trình hướng đối tượng cái mẹ gì cũng phải đối tượng, tự nhiên lòi mấy cái thằng primitive vào nó kỳ quá, nó không phải hướng đối tượng, chứ nó sinh ra một cái class gọi là child bound sugar daddy, ta sẽ bao lại cái thằng in lại thành object cho chúng mày. Chuyện đấy từ từ tính, tôi gọi là wrapper class child bound class sugar daddy, và thằng này nó được thiết kế có cả hàm static chấm. Và đến đây bạn mới biết được rằng chính xác số dương vô cực là bao nhiêu. Đây, max value in static, chữ final mình sẽ học sau nhé. Final mình học sau. Max value 2 tỷ mốt đây này. 2 tỷ mốt. Đây chính là giống như hôm bữa mình học name đây này. Integer chấm max value của mày là mấy? Dạ, max value của em là cái biến để em nói về con số to nhất của trong của em ấy. 2 tỷ mốt mấy đây này? 2 tỷ mốt 4 nè, tao đã nói rồi. Bỏ qua chữ final. Như vậy, này là giống như là student chấm name, hôm bữa là public static string name. Đó, bắt đầu mình học static rồi đấy. Rồi, lúc này nó có một cái đặc biệt là p, p phở, parse int. Parse int trong tiếng Anh dịch tiếng Việt là ráng phân giải, ráng convert, ráng suy luận. Đó, parse là phân rã, tức là rã nó ra, phân giải nó ra. Tao có một cái hàm tên là static nhá. Tao nói chúng mày nghe, mày đưa vào cái chuỗi đi. Tao ói về con số tương ứng cho. Ủa em nhớ cái này buffer thì giống next in nó làm được đúng không thầy? Đúng rồi, next in nó làm được, nhưng next in nó khốn nạn là nó đổi chuỗi xong nó để lại rác enter. Còn thằng này thì chơi trò khác, tao đéo cần biết cái gì cả, mày cứ đưa chuỗi cho tao đi, tao lo phần còn lại cho. Tao ra số. Như vậy bạn hiểu cách xài hàm theo object rồi, nhưng hàm này là static dùng cho multiple object, cho nên quất luôn éo cần new. Thế thôi. Cho nên tôi đang lồng hết vào các kỹ thuật mà mình đã học. Rồi, em đưa chuỗi có phải nói về số đúng thôi, mà nói về số em gắn vào đây. Như vậy circle.nextline. Thầy đang chơi gộp đúng không thầy? Đúng rồi, tao chơi gộp. Em hốt sạch buffer, dục enter đi, còn lại là chuỗi 2001 convert thành zero. Chúng mày chạy đi, đã hết phải trôi lại. Như vậy hoàn hảo. Nextline là để lấy chuỗi. Lấy nguyên buffer, hốt sạch buffer, lấy phần còn lại, dục enter đi, loại bỏ enter, còn chuỗi, chuỗi số và convert thành, và convert thành số. Như vậy nó chính là next in, nó chính là next in nhưng hốt luôn enter, tức là nguyên câu lệnh này chính là next in nhưng hốt cả enter. Như vậy viết vậy mới tử tế, nhưng mà chỗ này em thấy nó khó hiểu quá. Thì neckline mình gắn vào biến chuỗi đi. Mình có thể cách viết khác. String TMP 5 là chuỗi giả bằng circle.neckline. Và đéo mẹ định luật bắt cầu thì viết cái chữ TMP chuỗi là như nhau. Ta đã nói chúng mày n lần rồi, hàm trả về giá trị có quyền trừng trực tiếp cho các câu lệnh khác. Và đó lý do nó không bao giờ nó in ra. Tao chỉ trả về để mày xử lý. Rồi F6 đi các con, không đẹp trai tao không lấy tiền. Hoàng Ngọc Trinh 2001 đủ man thiện, nhưng tất nhiên vẫn câu chuyện chỉ là trôi lạnh thôi chứ không giải quyết câu chuyện cả chớn MT. Câu chuyện cả chớn bắt đầu đến trong ít phút nữa. Alo anh em cộng đồng mạng có theo kịp và hiểu ý tưởng thầy Hoàng đang truyền đạt không ạ? Có, tức là hai cái kia nó giống nhau vậy không? Mày nói câu gì? Hai câu kia, hai cái lệnh thì mới giải á, nó giống nhau đúng không? Giống nhau là sao? Ta chả hiểu mày nói cái nào với giống cái nào. Đó là cái
cái job cái input next line với cả cái job bất bằng pass in ấy là cái nó có chức năng tương đồng. Giống và khác. Giống và khác. Mà cái thằng next in này nó để lại rác. Còn cái này là mình chơi kết hợp dọn rác và mình đưa. SC next line thì cái SC next line. Còn neckline là cái chuyện là riêng là tao lấy chuỗi ra thôi. Còn chuỗi ra là chuỗi số hay chuỗi là chuỗi thật sự kệ mẹ mày. Không hiểu à? Có thể hiểu sai. Không theo kịp à? Không, em theo kịp nhưng có thể hiểu sai điều đó. Nó đầu giờ tao bảo neckline nó hốt sạch, nó hốt cả enter cho nên mới tận dụng mày hốt enter hết cho tao đi. Và trong đây là 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2001 mày đưa cái chuỗi 2001 vào đây và chuỗi 2001 tao phạt cho mày. Còn em eo cứ làm cái đó em neck in. Chết mẹ mày, mày để lại enter nhá cho thằng sau hốt. Và mày cũng muốn để lại rác cho thằng khác hốt không? Mày muốn đi đổ vỡ ốc cho thằng khác không? Hiểu chưa con? Đã hiểu rồi. Mày gõ code sai hả? Anh chị em nghe không? Hỏi, được quyền hỏi nhá. Chửi là việc của tôi, còn hỏi là việc của bạn. Anh em trong lớp chúng ta học online tôi nghĩ rằng còn dài nữa. Bởi vì Sài Gòn là ba mấy 40k rồi. Cho nên tôi tin là còn dài nữa. Ít nhất là 3 tuần, việc cách đi cỡ 3 tuần. Cho nên ít nhất mình phải học 3 tuần nữa cho đến khi nào mà an toàn, cho nên yên tâm học dài hạn đấy. Cho nên ra ngoài tiệm internet, ra ngoài tiệm đồ IT mua cho tao một sợi dây cáp. Mua cho tao một sợi dây cáp HDMI nối từ cái máy tính của mình tổng HDMI vào trong TV, cho nên nhìn màn hình cốt của thầy Hoàng to vất vả trên màn hình TV, trong đó phần dưới này là màn hình cốt của mình. Tin tôi đi, chia được hai cửa sổ. Cốt vất vả thầy Hoàng trên kia loa nói sang sảng luôn, và phần này là phần màn hình cốt của bạn. Hiểu chưa? Thì cốt không bị error nhân câu chuyện hỏi của anh bạn. Hiểu cách đầu tư không? Chúng nó lại cũng không hiểu. Ê, chúng mày có biết cách giao tiếp với thầy Hoàng không? Tao nói cho chúng mày cái lớp buổi chiều nay có một cái lớp ấy là tao dỗi tao bỏ luôn, tao không dạy đó vì cái tội nó không chịu giao tiếp với thầy Hoàng ấy. Có muốn tao dỗi không? Dạ không thầy ơi. Có đứa nào muốn tao dỗi không? Bây giờ tao sẽ giảng bằng cách tao đéo nói gì và tao ngồi tao gõ cốt thôi. Có muốn không? Dạ không thầy ơi. Dạ không thầy ơi. Má, chỉ đơn giản một câu hỏi có không mà nó cũng lười. Đừng có hỏi tại sao thầy suốt ngày hài độc thoại, thầy đéo cho em nói. Thì thầy hỏi chứ chả bao giờ nó trả lời. Dạ thưa thầy, em đã hiểu rồi và bây giờ phần này hấp dẫn quá. Và thầy giả nốt đi để em mau chóng này em xong cái phần này, để ít nhất em cũng cảm giác hối tiếc em không tham gia cuộc học sau đó, để em chuẩn bị em làm cái đơn là xin đổi ngành. Má, đó cũng là một câu nói mà. Và nếu chúng mày học những lớp dự tính phía sau của tao, những lớp chuyên ngành 4, chuyên ngành 5, tao có hướng dẫn sinh viên cách thuyết trình. Và tao nói chúng mày nghe lại tất cả các bài giảng của thầy Hoàng cho đến giờ và khi thầy Hoàng nhắc, có bao giờ sinh viên thấy thầy Hoàng trong câu nói không? Trả lời. Dạ không thầy. Chúng mày không bao giờ tập nói thì tao cá chúng mày bắt đầu bài thuyết trình. Chào mừng các bạn đến với buổi thuyết trình ngày hôm nay của nhóm chúng mình. Nhóm chúng mình là gồm... và sau đây những nội dung chúng mình sẽ bị thuyết trình với các bạn gồm cách nói vô thức sẽ xuất hiện khi chúng mày không tập nói, chúng mày sẽ không kiểm soát được điều gì nói. Còn thầy Hoàng kiểm soát được lúc nào, thầy Hoàng chửi thề á đù đấy để tạo điểm nhấn. Còn nếu chúng mày muốn thầy Hoàng giảng một bữa là hôm nay thầy sẽ nói với tất cả các em, các trò về bắt bài giảng. Các em hãy mở trang số mấy của slide để chúng mình bắt đầu hay chúng ta bắt đầu. Nào các em có hiểu bài không để thầy giảng tiếp? Chúng mày có muốn tao giảng bài theo kiểu đó không? Không thầy ơi. Tao chửi thề, dạ tao biết tao đang chửi thề đấy. Tao nói là tao chửi tục, tao đang biết tao chửi tục cái điểm nhấn đấy. Còn chúng mày có muốn hôm nay thầy Hoàng sẽ giảng cho các em về bài số mấy? Nào các em chuẩn bị mở tiếp tục code NetBeans của ngày hôm bữa, và một em nào đó trong lớp nói cho thầy nghe về phần hôm bữa cả lớp chúng ta học gì. Nào muốn theo kiểu đó không? Dạ không thầy. Dạ không. Tại sao không? Dạ chán. Tại vì kiểu đấy buồn ngủ anh thầy ơi. Mày đang chửi các đồng nghiệp của tao giảng buồn ngủ à? Đố trả lời được câu vừa rồi, thấy chưa? Thấy sự liên lẹo của thầy Hoàng khi tập nói nhiều và câu nói không cần suy nghĩ, và cuối cùng là bây giờ quay qua tập đi các con. Khi tao hỏi làm ơn có giao tiếp không tao giận đấy. Hôm bữa qua tao dỗi lớp cái lớp lớp slot 6 chiều nay ấy, tao dỗi nguyên buổi éo giảng nữa, dỗi thật đấy. Mà tao bắt chúng nó xem slide thôi, là xem video thôi, và chúng mày chuẩn bị đi. Quay trở lại tiếp tục câu chuyện. Còn phần cuối cùng, thầy đã xong phần này, bây giờ em muốn thầy giúp cho em giải quyết nốt cái chuyện cà chớn này, bởi vì nó giết em ác quá, nó giết cho em, nó giết ác, nó cứa cổ em máu đỏ tùm lum, đây là máu đỏ đấy, mà nó chửi.
Đấy, nó báo này, xin lỗi bạn nhé, bạn đưa giá trị 2001 MT vào tôi xử lý thế đéo được. Nói chung là nhập chữ vào không xử lý được. Và bây giờ mình sẽ đến project thứ hai, xử lý cho phần cả trớn bắt đầu. Tôi đã rất cẩn thận, tôi chuẩn bị hết đồ chơi cho các bạn rồi. Và tôi còn nói khi nào cả trớn cái này. Try cut tức là cả trớn. Đây, đây những tình huống cả trớn đã xảy ra. Nên để các bạn biết rằng khi nào em cần phải lưu ý cả trớn, còn khi nào em không. Ví dụ câu lệnh này có cần quan tâm cả trớn không? Không. Ví dụ giả sử quay trở lại. Hoàng Ngọc Trinh, tôi nhập là tên của tôi là 123, ai cấm? Năm sinh, năm sinh chỗ này phải nhập tử tế, không được cả trớn ăn đòn. 2001 hay là 2000 đều được. Địa chỉ, a hi hi. Ở sao không chửi thay? Đâu có chửi, vì nó đâu biết mày mày bảo nhập chữ thì tao nhập chữ. Nhưng mà địa chỉ nó phải là một cái danh nhân thầy. À thì lúc đó mày ép đi, ép. Cái name, cái address không bằng Trần Hưng Đạo, không bằng Lê Lợi, không bằng Nguyễn Huệ. Thì chửi thì chuyện này so sánh được. Vì chuỗi không đúng mong đợi là dùng ép. Câu chuyện này không vấn đề. Không vấn đề. Ngoài tầm, ngoài miền cần. Nhưng mà dĩ nhiên bảo số mà đưa chữ thì tao vỡ mặt. Nhưng bảo đưa chữ thì đưa số vào, số cũng vẫn là chữ mà. Digit. Đó. Được được thì ít thôi, cấm tuyệt đối không được nhập chữ nhập số trong cái tên nhiên. Giả sử vậy, ủa làm sao em bắt được cái này? Có phải đằng sau nó là mã ASCII không? Mã ASCII mà mình đã từng nhập số thì đổi chữ thành chữ hoa, chữ thường, mình chặn nó không phải nhập những ký tự đặc biệt thì mình đổi được, mình đã if được mà, if mã ASCII lôi ra được hết. Mày nằm trong khoảng từ 65 cho đến 97 là chữ thường, là chữ hoa, mà cái là tao quất mày liền, không nằm trong rơi trong giai đoạn từ 65 cho đến 97 là từ chữ A cho đến chữ Z thường, AZ hoa, là tao chửi mày được liền rồi. Mẹ bố mày nhập ký tự đéo có đúng. Như vậy if được. Nhưng đến đây phải hiểu câu là cả trớn là không biết mày là muốn cái mẹ gì cơ. Nhá. Còn cái này là mày ngoài hợp lệ nhưng ngoài biên, tức là hợp và định dạng nhưng ngoài biên. Đó. Tiếp theo, vậy bây giờ mình cuối cùng mình sẽ cần phải xử lý cả trớn cái đã. Thêm một cú nữa trước khi hiểu cả trớn. Nó sẽ gửi thông điệp hoàng anti màu đỏ. Em gõ ai năm sinh của em, chết bà mày. Format nó báo màu đỏ và chữ exception nhớ cho tôi nha. Chữ này sẽ gặp hoài trong cuộc đời lập trình viên hướng đối tượng, C sharp gặp luôn, tất cả các lập trình hướng tượng gặp luôn. Đây là một tình huống tao đéo xử lý được. Và nó gửi cho mình một thông điệp và nó giết luôn. Giết app rồi đấy. Vì nếu không biết, nếu không giết thì có nghĩa còn câu lệnh là he is do chứ. He is do chứ. Hồi nãy trôi lệnh nó vẫn chạy, vẫn có he is do, chỉ cái điều là rác lấy ra thôi. Còn đây giết app và bây giờ mình sẽ giải quyết. Thôi đừng giết em. Đừng giết em. Mình sẽ phải chơi trò. Em lỡ gõ lộn thôi mà làm gì dữ vậy? Ta sẽ giải thích tất cả những câu đó bằng cách new mới project. Project này đặt tên Samurai. Mọi người có biết tại sao cái trong Samurai có một cái đặc điểm gì không? Cái võ sĩ đạo của Nhật Bản nó có cái gì không? Đặc biệt không? Tự sát hả thầy? Tức là tự mổ bụng mình. Ý đồ của tao cho cái app này là tự mổ bụng mình. Có thể sao kỳ vậy thầy? Cái bài vừa rồi của mình là mình bị chết dưới tay kẻ khác, JVM giết mình. Bài vừa rồi là mình bị chết nha, do app nó giết mình. Đây, app nó giết mình, đập đưa vào cả trớn, app nó giết liền, JVM nó giết liền, app bị giết. Samurai, đừng giết, để em tự lo cuộc đời em đó. Khi có cả trớn, JVM ơi, tao chạy lại bài cũ này. Khi có cả trớn, hoàng NT. À hù hù không, giả bộ mình gõ năm sinh 2000, nhưng mà số 2000 nó bị kẹp với số 0. Giả bộ vậy. Giết em à, đừng giết, để em tự chết đi. Bởi vì em biết rằng là anh giết em thế này oan lắm, lỡ người ta gõ lộn như thế thôi, cho em cơ hội để em sửa sai. Giống như lập nhập username password ở trong cái máy ATM đó. Mày sai tao cho mày nhập lại, nhưng sai vừa thôi, sai nhiều quá. Tao nghĩ mày là cái thằng nhận được thẻ chứ đéo phải là mày. Tao nuốt thẻ hoặc tao không cho làm tiếp nữa. Như vậy vẫn được quyền sai, nhưng sai vừa vừa thôi. Còn bài này ấy, kiểu này sai luôn, giết luôn. Đừng, thôi đừng giết em, để em tự giết. Cho nên ý tôi muốn nói là hãy xin để cho tôi chết theo cách của tôi. Đó là phong cách cảm tử, phong cách tự giết kiểu giữ nhìn nhân phẩm của Samurai. Nếu trong phim trưởng ấy, chúng mày có một cái câu chuyện đấy, chúng mày có nghe một cái thuật ngữ gọi là tam ban triều điển. Tam bao ban triều điển, một vị quan trong triều mà phạm cái tội lớn lao quá, không thể không xử để làm gương đó, phải xử để làm gương cho những người ở lại, cho nên phải giết. Nhưng mình mà người vua nhân từ, ta không giết bá tánh, bá tánh vì ta mà chết.
Cho nên vua quyết định là nhân từ, đã mang tiếng vua nhân từ thì không thể giết được, kể cả quần thần mình có phạm tội. Cho nên vua sẽ ban, tam ban triều điển. Đây là ân điển của bậc triều đình cho nhà ngươi nhé, đưa cho một cái khay. Thái giám, tam ban triều điển cho quan kia. Đó. Thế là thái giám cầm ra một cái khay, trên đó có một sợi dây, một cái khăn màu trắng dài, khăn màu trắng dài, một cái lưỡi kiếm để trên đó, và một cái ly nước. Chúng mày hiểu câu chuyện gì chưa? Hiểu câu chuyện gì chưa? Dạ rồi. Vua có giết bằng theo kiểu cẩu đầu đao hay là hổ đầu trảm gì không? Không. Vua làm sao? Cho tự chọn. Tao cho mày cái ân huệ đó, vẫn ban, tam ban mà, triều điển, ân điển của vua đấy. Rồi về mày tự chọn đi. Tao đâu có giết người đâu. Mày tự mổ bụng. Và bây giờ mình sẽ làm y chang vậy. Đó lý do app Samurai của tôi xuất hiện. Mày thấy thầy Hoàng màu mè và nhiều chuyện chưa? Mở app cũ lên, kích chuột vào cái này, kích chuột vào cái này để thu hẹp cái cốt lại. 31 dòng cốt bao gồm cả một đống ghi chú của thầy Hoàng vớ vẩn. Rồi, bôi đen nó, copy lại. Bôi đen nó. Cần cho xe sang bên này, dán vô. Dán vô. App mới. Ủa sao thầy không dùng app cũ? Tôi đang muốn là tư duy cốt của mình được nâng dần lên và không phá cốt cũ. Bôi đen. Rồi, ấn. Nó bảo rằng cốt này bên này dự án mới, project mới, và bạn có xài scanner, mà scanner tớ phát hiện được điều là scanner nó nằm góc ở các packet, cái thư mục là java.util, cho nên bạn có muốn import dùng luôn không, nếu không bạn bị báo lỗi đó. Rồi import luôn. Tức là nó làm dùng mình cái câu lệnh import. Còn nếu bạn không thì tự động mà phải gõ bằng tay. Giả bộ bạn nói no thì nó sẽ là như thế này. Chết mẹ rồi, cốt em bị lỗi, thầy bảo em copy sang dự án mới nó bị lỗi. Cái chuột bong bóng màu vàng import. Chuyện này mình đã học rồi. Dám ba cái đổi yêu, hiểu vấn đề có cái chuyện mẹ gì. Rồi, bỏ cái profile đi, bắt đầu việc code. Thôi đừng giết em nha. Tôi bỏ bớt những cái thông tin này đi để cho nó đỡ rối nha. Vì code cũ mình vẫn còn. Nhớ nha, đừng nước sông lộn nước giếng. Bỏ luôn cả cái chữ quách tĩnh này đi, mình đã chơi cho hàng chuẩn cơm mẹ nấu. Bỏ luôn cái biến tem đi, định luật bắc cầu. Định luật bắc cầu nói rằng bố khỉ cái này vào cái này thì in mẹ cái này cho nó nhanh, dùng luôn cái này cho nó nhanh, đỡ mất công. Cần trông về, dán vô. Như vậy. Anh em có theo kịp cốt của thầy Hoàng không ạ? Dạ kịp thầy ơi. Dạ kịp. Rồi cốt đã đẹp trai, chạy lại thử cái coi thằng nào tài lanh F6 tao đập. Quyết quên ở trên đây à? Input cần cho cách sở ta tịch, chơi với sở ta tịch. Thầy nói điêu cái câu sở ta tịch. Bây giờ thầy xóa cái hàm này đi. Thầy xóa cái này đi. Thầy xóa đi xem nó có báo lỗi không? Báo lỗi liền này. Em nhìn em sai sai, chắc em có sai thôi. Bôi đen copy lên thầy. Cần cho C, cần cho V, bôi đen vô. Chấm phẩy luôn. Chấm phải cái đầu mày, nó báo câu static đéo chơi với nân. Nân static là cái hàm này làm sao chơi trong static. Vì hàm tao là static, tao đâu có nhìn thấy vùng nân object đâu. Nân static đâu. Tao ở đây tao chỉ nhìn thấy cái vùng của tao. Cho tao thấy mẹ nào đến cái vùng của nân. Hàm của mày là hàm ăn theo object con ạ. Tao chết biết object, object nào. Chỉ biết là không có chữ nân. Đó, kiến thức đã được ôn lại luôn. Cho nên muốn gọi được thì phải có chữ static vào. Dám ba cái đồ yêu ôn bài. F6 chạy lại coi có đúng không. Hoàng NT gọi chữ thường. Hoàng NT 2001. Rồi vỡ mặt. Bây giờ xử lý vỡ mặt đi thầy. Chứ còn phần trôi lệnh thì em biết rồi. Vậy thì câu lệnh này nó gây nên một cái hệ quả. Và JVM nó bảo rằng một khi có chuyện thì ta sẽ giết áp nha. Vì câu lệnh này này, còn khi nào nó sẽ giết thì tôi đã nói đây là những tình huống nó sẽ giết này. Đây là những tình huống sẽ bị giết áp. Đây, convert data không thành công, sẽ bị giết áp. Vừa rồi mình lấy đấy, mày đưa chuỗi tao đéo convert được, giết áp, chia cho không. Hãy nhập vào hai con số và tớ sẽ làm phép chia cho cậu input A và B, rồi mình sẽ in kết quả phép chia, mình đã học thử làm cái bài này. Rồi, nếu mình không chặn con số 0 cho thằng thử B, B là số chia. Vui lòng nhập vào số bị chia, rồi 5. Vui lòng nhập vào số chia, không, rồi CPU nó chia thế chó rồi, chia không sao chia. Như vậy trong trường hợp này Java nó bảo chia vớ vẩn, không chia được, nó giết áp luôn. Như vậy lúc này mày phải chặn sớm. Nếu B bằng không thì dẹp mẹ mày đi, bắt nhập lại chẳng hạn. Như vậy nếu mày không bắt thì câu lệnh này nó sẽ giết áp. Như vậy nếu bạn đã if rồi thì đâu có giết. Còn nếu bạn không if thì nó gặp trường hợp không nó giết này. Rồi, đi quá số phần tử của mảng. Trong C bạn khai báo mảng 50 phần tử. Trong Java bạn cũng khai báo mảng 50 phần tử, có khái niệm mảng mình sẽ học sau tuần tới.
Nếu bên C bạn for tới 1000, vô tư đi. Bên Java for đến 51, tao giết app luôn. Mày không được xâm phạm nhà người khác. Mạng 50 là xài đúng 50. Đó, Java nó rất chặt chẽ, nó giết app rồi. À, null pointer. À, chữ null pointer sẽ xuất hiện nha trong tuần tới. Thầy Hoàng cứ nói với em lập trình hướng đối tượng là con chó, hình như thầy giỏi C lắm và thầy đéo biết gì về Java, thầy cứ suốt ngày thầy đem cái kiến thức của C đem sang Java. Và thầy em nói với thầy ngang, trong lập trình Java không có con chó. Tuần tới tao chứng minh rằng lập trình Java, các biến chúng mày đang xài biến object là con chó. Vì cái chữ báo lỗi từ trong Java ra là chữ pointer luôn. Tin tôi đi, cho nên phải hiểu chữ pointer rộng ra. Chó có nghĩa là đang tham chiếu đến một vùng RAM object. Vùng RAM đó là một biến trong C, hay là vùng RAM đó là một object phức tạp trong C, ở trong Java gồm rất nhiều, nhưng đều có nghĩa là chữ trỏ đây phải hiểu là reference, là tham chiếu. Nếu nhìn danh sách sinh viên của mình 50 con người, 58 con người ngồi đây đều là con trỏ hết, còn các bạn thực sự đang ngồi ở nhà ấy. Nên từ đây tôi gọi qua một tên mà bạn nào đó phải trả lời tôi, nếu tất nhiên có giao tiếp và có đang ngồi on thì chắc chắn là tôi đang trỏ từ xa còn gì nữa, pointer đấy, tôi đang trỏ đến bạn, ví dụ Lâm Lê Vũ, Lâm Duy chẳng hạn, thì lập tức bạn ấy phải trả lời nếu bạn đang có on trên máy. Rõ ràng ngồi đây mà nói đằng kia thì gọi là trỏ chứ là cái mẹ gì. Thế thì nên đoàn đây sắp viết code thì nhanh lắm, nhưng mà tôi đang giật vấn đề. Tiếp theo, tiếp tục kết nối qua mạng truyền dữ liệu. À, kết nối qua mạng là sao thầy? Ví dụ như là em đang đào phim trên mạng hay gì đó, tự nhiên mạng nghẽn một cái. Ồ, mạng nghẽn cái thì phải phát hiện vấn đề. App đâu chạy tiếp được, app phải nên dừng chứ. Hoặc nếu nó không thì nó bị sự cố hay gì đó. À, rồi đang chơi với USB, đang copy USB, tập tin, à, nhập xuất. Tự nhiên thằng bạn nó ngủ với gẹo cái, nó rút mẹ USB ra. Vậy trong tình huống này app phải sụp đổ chứ còn gì nữa, vì đâu có ý nghĩa gì, app phải dừng chứ. Còn nếu app không dừng thì mọi việc copy lúc nãy nó vô nghĩa, đâu còn USB. Như vậy thì mặc định Java nó sẽ giết app vì nó bảo copy là vô nghĩa. Còn nếu không, tự nhiên giết app sao được, cái thằng kệ nó mới rút ra cái thôi, thực ra bây giờ cắm vào đèn đi tiếp đi, thì phải nên cho mình đừng giết app, để cho mình option là try again, reconnect lại, replug lại chứ. Như vậy thì mặc định tao sẽ xử lý là tao giết mày, để biết rằng mày phải có ý thức về xử lý data, nhưng tao vẫn sẽ đưa cho mày option đừng giết. Đó, đừng giết, nhưng mà phải báo với tao câu lệnh nguy hiểm. Như vậy tôi đang nói câu lệnh là nguy hiểm, mặc định Java đã biết nó sẽ giết, nhưng mình sẽ cảnh báo Java, Java ơi đừng giết tớ nha, câu lệnh nó có nguy hiểm đó, nhưng tớ muốn bạn báo cho tớ nguy hiểm để tớ xử lý. Cho nên ghi chú, mặc định JVM hay là Java sẽ giết app nếu có cả cớ xảy ra. Xảy ra để nó đảm bảo tính an toàn, để nó đảm bảo an toàn cho app, cho việc xử lý data. Vì dựa trên một nguyên tắc là đầu bài sai, dữ liệu sai thì không nên xử lý tiếp. Rồi, nhưng mà nó cũng đưa cho mình một cơ chế, đưa cho ta một cơ chế tự xử. Tự xử khi có cả trớn xảy ra, tức là nó cho mình quyền, nó chuyển quyền xử lý cho mình, chuyển quyền giết chóc cho mình, tức là mình tự giết, mình tự xử, tao không giết mày nữa, nếu mày cảm giác oan tao sẽ để mày giết. Chính này, mình không thể chết dưới đứa kiếm quân thù, mình cũng vẫn chết nhưng sẽ chết dưới tay mình. Đó là cách. Như vậy phải báo cho JVM đừng giết, tao tự xử. Vậy báo qua cơ chế, tức là phải nhốt các câu lệnh, lệnh ca trở lại, tức là đưa vào một cái hộp an toàn, tôi gọi là cái hộp sandbox. Sandbox là một cái hộp cát. Bạn biết rồi, trong cái nguyên tắc mà xử lý bom mìn, quả bom là cũ quá rồi, đâu có dùng lại, đâu bột là nổ, cái thứ này là công nghệ cũ ngày xưa, nó vẫn có nguy cơ phát nổ để gây nguy hiểm cho khu dân cư. Chị Việt Nam mình vẫn còn đang vụ đó, nhất là vùng miền Trung, vùng Quảng Trị là nhiều bom mìn lắm. Thì bây giờ làm sao bạn lấy được cục quả bom này rồi làm sao hủy? Thì nguyên tắc của người ta là người ta dùng cái hộp cát, người ta đào một hố thật sâu, xung quanh người ta chất thêm một cái thành phía trên là những bao cát, gọi là sandbox. Như vậy bùm cái mày nổ, mày chỉ nổ trong khu vực đó thôi. Như vậy giờ cái này cũng y chang, câu lệnh này có nguy cơ giết app, mày sẽ được kiểm soát lại trong hộp cát. Và khi JVM nó thấy câu lệnh này được kiểm soát trong hộp cát, biết rồi an toàn rồi, nó éo giết app nữa. Vì biết rằng mày đã có ý thức xử lý sự văng miệng của câu lệnh. Và cho nên bây giờ tôi sẽ bắt đầu chơi trò hộp cát sandbox, kiểm soát sự an toàn của câu lệnh này. Em ý thức được rằng đây lệnh này nhá là nguy hiểm, JVM ơi em đã ý thức được rồi, anh đừng giết em để em tự xử, anh chỉ cần báo cho em biết thôi. Đó, vậy câu lệnh cú pháp mà xử lý hộp cát an toàn, nó gọi là cú pháp try
cat và chúng mày gõ cho tao bên ngoài chỗ này, vì chỗ này lát hồi mình sẽ xử lý lại, nhét cái đoạn này vào hộp cát an toàn, nếu mày có nổ nổ trong vụ đó thôi để câu lệnh sau chạy tiếp bình thường vì không bị giết áp, còn nếu mà hoàn toàn điều này nó có thể nổ bất cứ lúc nào tiềm ẩn mày chết nha. Như vậy try, gõ cho tôi chữ try ở ngoài này trước, control dấu cách, các bạn gõ bằng tay vẫn được nhưng mà mình gõ này cho nó ngon, enter. À, đây là cụm lệnh xử lý bom nổ, nguyên tắc logic lệnh cà chớn nằm đây, nằm here, CPU sẽ chạy đến đây, nếu có bằng miệng CPU sẽ chạy đến chỗ này khi có cà chớn xảy ra. Lúc này là CPU không giết áp nữa, JVM không giết áp như truyền thống nữa. Và chỗ này là chỗ xử lý hậu quả, chỗ này là chỗ xử lý hậu quả, đây là chính những cái bao cát ấy, xử lý hậu quả cả chớn. Và nếu không có cái kiểu viết này thì câu lệnh cả chớn là tao giết mày luôn áp rồi. Không, CPU nó đang chạy đây, nó gặp cả chớn nó bay vèo ở đây. Vậy nếu không có cả chớn thì không đi vào đây. Đó, vậy nếu không có cả chớn thì không vào đây. À, không cả chớn không vào đây. À, và cái chữ E chính là cái message, lá thư là cái message mà JVM gửi cho mình. Lá thư message màu đỏ gửi cho mình báo rằng có lỗi nè, cà chớn nè, làm gì thì làm. Và E chính là câu lệnh là exception, E bằng new exception, một thông điệp trong lập trình hướng đối tượng, cái con mẹ gì cũng là object, lỗi thông điệp, thông báo lỗi này, gửi thư, nội dung lỗi này màu đỏ đây nè. Đó, .. đó, nó new một exception. Bạn hiểu rằng cái chữ E này đã được new sẵn rồi. Như vậy về lý thì mình có quyền về lý E chấm để xem lỗi. À, nó chỉ báo lỗi thôi, tao báo có lỗi thì mày xử lý đi, xử lý là việc của mình chứ làm sao nó biết được. Nó chỉ báo cách của tao cũ là tao thấy lỗi, tao giết, tao báo với mày tao giết, thế thôi. Còn bây giờ mày tự xử lý đi, còn phần xử lý là tự mình. Về lý là E chấm xem lỗi, còn về toán với hóa thì các mình chả cần biết lỗi, cần xem lỗi làm cái mẹ, mình chỉ biết thừa mà con có lỗi mẹ gì đó, không gán được thôi, thế là xong. Về toán với hóa thì mình chỉ tập trung phần xử lý, tức là biết thừa rằng, biết thừa kéo gán đúng ba liều, kéo gõ đúng số mình cần, thế thôi. À, đến đây bạn phải hiểu ngầm cái câu chuyện này, cái cấu trúc này. Vậy khi nào em dùng try catch? Không lẽ cái lệnh dưới này cũng dùng try catch? Không, lệnh này dùng lắm mẹ đi, gọi cái gì chả được. Cuối cùng nếu không đúng thì bị if thôi. Còn lệnh này là yếu gan được cơ mà. Đó. Đến đây phải hiểu cú pháp gõ try catch, và phần này chỉ chạy khi có lỗi. Còn nếu try mà chạy ổn thì nó bay vèo qua catch để đi tiếp, đâu bị giết nữa đâu. Đó. Như vậy thì cái logic chỗ này nó là như thế. Bây giờ bạn biết, vậy trong đây em xử lý cái gì? Vậy phương pháp xử lý là sao? Nó có rất nhiều cách. Có nhiều cách. Nhưng quan trọng nhất là câu lệnh này thực sự khi đó thì mình cần phải gán giá trị cho biến. Đó, bôi đen câu này cho tôi, bôi đen cái này cho tôi. Đây là câu lệnh văng miệng, cần chỗ X. Ủa, câu lệnh này có văng miệng không thầy? Không, đâu văng miệng đâu. Gán vào chỗ văng miệng, gà chớn nằm đây, cần chỗ V. À, cần chỗ V cho. Và thầy thấy không, em nói thầy rồi thì cắt dán cốt là nhìn nó ngồi nó bị rác, nó bị lệch. Gõ cho thầy Hoàng tổ hợp ALT strip app. Đây là ba phím ALT strip app. ALT strip app, adu, căn cốt đẹp trai thầy ơi. Sao giờ này thầy mới nói? Không, tao cho chúng mày có ý thức viết cốt trước đã. Để bắt đầu chúng mày mới hôm nay hiểu rằng tại sao thầy Hoàng khó tính. Thầy Hoàng đéo khó tính, thầy Hoàng làm chuyên nghiệp. Em để thế này thầy làm chó gì em? Em làm thầy làm chó gì em? Mày ấn ALT strip app đi, rồi nó cũng đẩy vào và đúng chuẩn. Thế thằng mẹ nào ngày hôm nay vẫn còn viết cốt kiểu này là tao xin khẳng định mày nên đổi mẹ nó ngành đi.
thầy Hoàng nó có ý thức viết code ngay từ ngày đầu chứ không phải chấn thôi cứ viết đại đi rồi ấn Alt Shift F. Không phải, bạn chả có mẹ cái tư duy cẩn thận cho ngày viết code mà không có ý thức viết code thì đừng có nói là câu đằng nào có tool nó hỗ trợ. Alo anh em có theo kịp không ạ? Dạ có. Và đến đây có câu chuyện thú vị, xử lý sao? Như vậy nếu mà mình nhớ A hay Hi ở đây thì không vào đây được, C4 nó chạy đến đây luôn. Như vậy biến JBoss lúc này không có value. Và dưới này nó báo câu dễ thương, mẹ bố bạn JBoss bị lỗi à. Ủa em nhớ lúc nãy viết đéo có gì cả, tự nhiên JBoss giờ nó có phải báo lỗi, biến trừ cắn value. Đúng rồi, mặc định kiểu viết kiểu kia là luôn JBoss luôn luôn bằng một cái mẹ gì đó và nó sẽ có thể nổ bất cứ lúc nào. Còn bây giờ nếu nó nổ thì tao đã kiểm soát rồi, nhưng khi đó nó nổ thì biến JBoss đéo có value. Còn nếu chạy ngon thì sẽ có value thì không nói. Như vậy nếu không có value xử lý nhiều cách. Chỗ này cho default thì là một cách, default là một cách. Như default value. Đó. Vậy thì JBoss bằng 69. Ủa sao thầy chọn 69? Tao thích. Thầy thích kỳ vậy. Vì chỗ này mày gõ ai hi hi thì mày đéo quan tâm JBoss thì tao cho 69 cũng như nhau. Mày cà chớn tao cũng cà chớn. Nhưng đó là một giá trị. Và dưới này nó hết báo lỗi. Ủa nhưng mày thì lúc nào cũng 69 hả thầy? Không. Mày gõ từ tới 2001 thì nó vào đây làm cái đéo gì? Thì nó chạy bình thường. F6 thử đi các con. F6. Hoàng Anti, phần này đi qua nhanh. À hi hi, thầy làm chó gì em? Văn miệng này, tao enter văn miệng này. Mày có 69. Ủa đâu thấy đâu? Ủa nó đâu có set up đâu. Thì tiếp tục phải nhập address chứ. Vì mọi việc đang nhảy. Tao đã xử lý mặt ngập định 69 rồi đó. Tao sẽ đi tiếp chứ còn gì, vì tao đâu giết áp. Mày đã xin cơ chế, mày tự xử mà. Đó, em đã hiểu. Em phải nhập tiếp đúng không thầy? Ừ, nhập tiếp đi. Địa chỉ Man Thiện. Nếu tao ấn enter thì tao cá với mày 69 xuất hiện. Alo, anh em theo kịp logic chưa ạ? Dạ rồi. Alo. Kịp thầy ơi. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Dạ. Nhưng cái này chưa hay. Default không hay. Muốn hay thì phải bắt nhập lại cơ. Và điều này có phải đúng chúng mày đăng ký forum ở trên mạng, đăng ký member trên mạng. Nếu cứ sai cái login mà bị trùng ấy, cái username, login hay username mà bị trùng ấy, thì khi bị trùng nó báo câu gì? Mẹ bố bạn trùng rồi, already exit. Thế là mình gõ thằng khác, lại tiếp tục trùng. Mẹ kiếp còn trùng, còn bắt nhập lại. Còn nếu không nản quá đéo làm đăng ký member nữa. Còn nếu một khi còn cả trớn, còn bị trùng, bố éo cho đi tiếp. À, như vậy bây giờ bắt nhập lại mới là đã. Mà nếu nhập lại có nghĩa là có phải là làm miết đúng không thầy? Mà làm miết có phải là đu quai đúng không thầy? Nó đó, đoạn cốt cuối cùng của ngày hôm nay. Bắt đầu. Anh em có theo kịp cách của thầy Hoàng đã nói không ạ? Dạ có. Dạ có, có thầy ơi. Rồi. Rồi. Một lần nữa thu hẹp cái này, rồi cốt đoạn này rồi mình dừng. Bôi đen. Thu hẹp lại 45 dòng, vừa gồm chủ yếu cốt thì ít mà ghi chú thì nhiều, nhưng để hiểu logic cần cho về. Nó báo một câu, xin lỗi bạn nhé, hàm trùng tên mẹ nó rồi, đây không phải là overload. Lỗi luôn. Muốn khắc overload thì hoặc khắc tên hàm chỗ này thì không phải là overload. Còn nếu không phải tham số, mà bài này tham số mẹ gì, mình ghi thêm chữ xịn sò vào cho nó vui. Chữ xịn sò XC hay SC thì mình không biết chính xác, vì trên mạng nó có hai trường phái nha. Rồi. Bây giờ xóa toàn bộ phần ghi chú đi, vì mình đã có phần ghi chú ở dưới, không sợ bố con thằng nào. Rồi, xóa cái này đi. Cái lệnh này không cà chớn nhưng mày thông báo đi kèm. Xóa bớt cái này đi. Đó, xóa bớt cái này đi. Và hết. Ủa thế này cuối cùng còn gì thầy, đúng nhìn cấu trúc cũ. Ủa vậy thầy này, thầy nhớ này, JBoss nó báo là không có giá trị nha thầy, bởi vì lý do nhập đây có nguy cơ băng lỗi và thầy không thông báo lỗi gì cả, thầy không sửa. Ờ, từ từ không sao cả. Giờ bắt đầu mình gắn bằng 69 JBoss vào đây là lập tức nó báo hết báo lỗi mà. Ủa cái này cái cũ mà thầy, nói làm đéo gì? À, hết lỗi liền, màu đỏ hết liền ở dưới nè. Thấy không? Chứ vậy thấy cô nó thông minh vãi. Không, chơi cái này kỳ lắm. Không hay. Gõ cho tao thông câu thông báo S out. Tới. Nhập vào đây thì có lỗi. Thực ra nó cái message lỗi nó màu đỏ nhìn khó đọc lắm bằng tiếng Anh. Bây giờ mình chủ động chửi. Mẹ bố mày, nếu mày nhập ahihi thì vào đây và câu e chấm là nó báo lỗi đây này. Print này, in ra tất cả lỗi này, đây chính là câu này. Nó đã lưu sẵn cho mình và mình in ra câu báo lỗi. Nhưng mà câu báo lỗi bằng tiếng Anh khó xem lắm. Cho nên thôi mình chửi bằng câu tiếng Anh. Do you know to input an positive. Do you know to input a positive number?
mày có biết nhập một con số nguyên không cu? À, mình chơi. À, như vậy sau cú này nếu mình nhập ahihi cá với các bạn màn hình đã có câu chửi. Nhưng viết như đây chửi xong thì vẫn bị báo lỗi vì mẹ kiếp chưa có value. Bây giờ mình sẽ bắt đoạn này vòng lên nhập lại đi cu. Ê, mình gặp lại cái xong mình lại tiếp tục nhập dukunautu rồi vòng lên nhập lại. À, vậy chừng nào còn ngon à, còn cà chớn mày còn chết mẹ mày với tao. Như vậy cái việc mà còn cà chớn, còn nếu ngon lành thì thôi thì đi đi tiếp đi thầy. Và bây giờ mình viết nốt đoạn cuối của ngày hôm nay, tao sẽ chỉ chúng mày kỹ thuật cuộc chiến vô cực, vòng lặp vô tận. Vì thực ra mình đéo biết khi nào thằng ấy nó hết cà chớn, cho nên tao sẽ chơi vòng lặp infinity war, cuộc chiến vô cực. Why? À, mở ngoặc 69 bé hơn 79. Hai con số tao thích vậy thôi. 79 thần tài lớn, thần tài nhỏ. Mở ngoặc nhọn. Enter, viết như vậy gì trước cả. À, khi tôi viết kiểu này, lập tức CPU thông minh vãi, nó không nói ở dưới, nó bấm một câu. Vòng lặp vô tận ấy, đây là cuộc chiến vô cực này. Lặp vô tận. Tại sao lặp vô tận thưa thầy? Nguyên tắc tao giả nó chúng mày đọc do while for và if là nguyên tắc đọc câu lệnh là nếu điều gì còn đúng thì làm tiếp. While điều gì còn đúng thì cứ tiếp tục. Điều này luôn luôn đúng nè thì tiếp tục. Và nếu viết câu lệnh này tức là trong đây tiếp tục điều gì đéo cần biết nhưng điều này luôn luôn đúng, mãi mãi đúng. Và mãi mãi đúng thì có nghĩa là lặp mãi trong đây éo ra được. Và Java nó đủ thông minh, nó phát hiện câu lệnh dưới này là bullshit unreachable statement. Nếu bao giờ chạy câu lệnh này được, đâu có thoát trong đây được đâu. Đó, unreachable. Nếu chúng mày nghe ca sĩ Hương Tràm có bài hát cực kỳ xa vắng dành cho những người bắt đầu yêu nhau, cho em gần anh thêm chút nữa. À, tao dịch câu này là vậy đấy. Reach là anh không thể chạm vào em, là unreach statement. Câu lệnh này yếu bao giờ chạy đến được. Và nếu chúng mày muốn chạm đến, chúng mày chỉ gõ câu lệnh break. Chấm phẩy. Ado, lặp vô tận nhưng vừa vào một cái lặp câu lệnh break là thoát. Thế là gặp lại em gần anh được rồi. Và dưới này nó chửi vì lý do là éo có value thôi, là chuyện khác nha. Vì lý do mày đâu có gắn value đâu, câu lệnh bị lỗi. Cho nên việc nào ra việc đó. Anh có để em có theo kịp được không ạ? À? Theo kịp tôi giảng không? Kịp thế. Rồi, dạ có thế. Bôi đen câu lệnh này. Bôi đen cái này là xong, là kết thúc ngày hôm nay rồi. Bôi đen. Control X. Không còn câu lệnh đó thì sao? Thầy nhồi vào trong đây. Control V. Em nói đây rồi thì copy một cái là code nó bị xô lệch. ALT Swift App. Đẹp trai. Cho đến giờ hiểu tại sao thầy Hoàng bắt rất chặt về thụt ra thụt vô. Nên sinh viên cứ chửi thầy Hoàng khó tính. Chúng mày đã chửi sai. Tao rất rất khó tính. Chửi đấy mới là chửi đúng. Mẹ kiếp cái code đúng chuẩn. Tool nó bắt buộc vậy. Chứ có phải thầy Hoàng ép đâu mà nói thầy Hoàng khó tính. Em thích viết kiểu này thầy làm chó gì em, như thằng lập trình viên giờ nó mới viết vậy đây. ALT Swift App. Máy tự làm nó có phải tao làm đâu. Cái phím nóng này là phím của NetBeans chứ có phải của tao bịa ra đâu. À, như vậy chứng minh một điều chúng mày không cẩn thận trong việc viết code. Rồi, nó chửi tiếp. Unreachable, cho em gần anh thêm chút nữa. Wow, thì vào đây cả câu lệnh này thì thằng sau bị mà nhồi câu lệnh lên thằng sau bị đâu. À, vì lỗi là néo chỗ thoát. Break đây này con. Nếu nhập đúng thì gặp break. Còn nếu nhập sai thì đéo gặp break đâu, bay vèo xuống đây gặp câu chửi, chửi xong gặp vòng lặp vô tận đi lên. Mời nhập lại đi mày, cơ hội lần thứ hai nha mày. Cả chớn nữa hả? Nữa, cả chớn nữa thì nữa. Đối với thẻ ATM cả chớn 3 lần nó nuốt thẻ, khóa tài khoản. Còn bên này cả chớn miết cho đến khi nào cũng giống như đăng ký member của forum diễn đàn. Email này đã tồn tại, email đã tồn tại, email đã tồn tại, email đã tồn tại, account đã tồn tại. Chừng nào còn tồn tại thì còn đéo được ra. Còn nếu chán thì thôi. À, đây, nếu đúng thì break. Và dưới này không còn một câu báo lỗi nào. Đã luôn có value. Trời. Em hồi hộp quá thầy. Input xịn sò. F6. Hoàng Ngọc Trinh. Ahihi dukunau 3.14 dukunau 2011 man thiện. Dukunau, nói em biết rồi, biết quá luôn rồi. Năm sinh 2000 thầy hài lòng chưa? À. Man thiện. Alo, anh em theo kịp cốt thầy Hoàng chưa ạ? Đẹp trai rồi thầy.
quá đẹp. Dạ rồi thầy. Hôm nay tao tin rằng với cách khai giảng của tao, dù những bài đơn giản nhất, tụi bay đã cảm nhận được độ đẹp của code rồi và nghề lập trình. Tất nhiên ngành khác vẫn có cái đẹp riêng, mình phải ngồi và đồng cảm thì mình mới thấy được. Dạ thưa thầy, số 6979 em dị quá. Trong mệnh đề so sánh thì bản thân mệnh đề so sánh trả ra true phone, mà hồi nãy thầy đọc với em là why true, why phone gì đó. Chỉ cần đúng thì làm, vì mẹ nó chữ true cho em. Đây là cách viết chuẩn nhất. Và nếu em viết bên C thì chỗ này bên C chúng mày thay bằng số 1. Tao cá chúng mày đó là vòng lặp vô tận đấy. Và phải cần nhớ có lệnh break. Bên C là voi 1. Vì mệnh đề so sánh trong C tao giảng ngay tuần đầu tiên, đúng sai gựa trên cơ sở 1-0. Còn bên này nó chữ true phone. F6 quay trở lại bình thường. Hoàng Ngọc Trinh. À hi hi, test bàn phím đấy, bàn phím cơ cũng chết luôn. Đó, năm sinh 2002. K18 welcome to FU Hồ Chí Minh, Man Thiện, à xứ hai thành phố, Thủ Đức. Như vậy vừa chống trôi lạnh, vừa cốt đẹp trai, vừa bắt lỗi cả chớn N trong một. Tôi đã giải quyết xong rất nhiều thứ trong ngày hôm nay. Ngày tuần sau thứ hai cấm vắng mặt thì tôi sẽ tận dụng nốt câu chuyện này để áp dụng vào sở Tây Tịnh. Và kể từ ngày hôm nay rồi, các bạn có thể mở cốt mẫu của tôi, cái bài Pet Care, để bắt đầu thấy đoạn cốt này của tôi kết hợp với sở Tây Tịnh trong cái phần gọi là đồ chơi của em. Mở cốt mẫu của tôi ra, có một cái class tên là My Toys, đồ chơi của em, giải quyết toàn bộ những câu chuyện trôi lạnh, cà chớn, sở Tây Tịnh 3 trong 1, giống như cà phê Trung Nguyên 3 trong 1 vậy. À, xem cốt của tôi ngày hôm nay bắt đầu xem được rồi, cái cốt mẫu tôi đưa đầu kỳ đó nhá. Và thứ hai cấm vắng mặt vì đi vào phần quan trọng vi diệu cuối cùng, chuẩn bị bộ thư viện, cách xây dựng một bộ thư viện, rồi sau đó kế hoạch mình đi tiếp vào mạng và kế thừa. Anh em cộng đồng mạng đã có theo kịp không ạ? Nào, bây giờ đến hiểu được cốt máu lửa và đẹp như thế nào. Thầy Hoàng vẫn giữ phong độ, nhịp độ đều từ mấy tuần nay, có đúng không? Và chúng mày có nên đổi ngành ngay từ ngày hôm nay chưa? Lệ phí đổi 2,3 triệu, có dám chơi không? Hay là tình yêu mù quáng? Trả lời. Tình yêu mù quáng thầy ơi. Tình yêu mù quáng, con mắt mù lòa, con tim mù lòa. Cảm ơn cộng đồng mạng đã chăm chú lắng nghe. Phần những bài giảng này tôi sẽ tiếp tục tôi đưa lên trên YouTube để các bạn có thể tham khảo để ôn bài. Hy vọng các bạn có một niềm cảm hứng bất tận cho cái nghề nghiệp mà mình đã chọn, dù đó là ngày nào cũng cao quý hết nhé. Nhưng mà phải dành thời gian đam mê bất tận cho nó thì luôn luôn thấy được độ đẹp. Và tôi tin rằng hôm nay nếu bạn đã học lập trình theo tôi này, cốt hôm nay còn đẹp hơn cả các người đẹp, người mẫu Ngọc Trinh. Em không đẹp bằng cốt của anh, tôi nói thật, còn nhiều điều hay họ nó từ sẽ đến. Cho nên hãy say mê nghề này cho tôi, đó là điều thực sự tôi muốn. Nếu là bạn đã chọn, còn bạn nghề khác bạn cũng phải tương tự như vậy. Bạn sẽ thăng hoa, bạn sẽ có tiền, bạn sẽ có thành công, nó sẽ đến hết. Đừng chơi cái trò mà kiểu vô danh, trốn tìm. Người ta không thèm tìm bạn nếu bạn vô danh đâu. Bài hát của Đen Vâu, đến lúc bộ mà bây giờ mình muốn người khác tìm mình mà người ta không thèm tìm thì thôi rồi, bạn vô danh. Suy nghĩ lại đi, có số má thì người ta mới nhớ đấy. Bắt đầu từ ngày hôm nay. Cảm ơn cộng đồng mạng đã chăm chú lắng nghe. Chúc cuối tuần thứ 3 vui vẻ. Rồi, những anh em của lớp chúng ta có một bài tập về nhà nữa, rồi bắt đầu mới đến phần điểm danh. Anh em khác cũng nên xem bài này để chuẩn bị bắt đầu cho phần kế thừa tôi đi vào. Tôi sẽ share màn hình về bài tập về nhà, upload lên trên, upload ở trên LMS nha, upload trên LMS. Bài này là project tên là Bé Na. Project tên là Bé Na. Cái này tôi đang chuẩn bị cho bài kế thừa đấy các bạn ạ. Chuẩn bị bài kế thừa nhá. Inheritance. Thì bé Na làm gì? Bé Na làm thủ công học mẫu giáo. Và bé Na làm thủ công nộp bài cho cô giáo. Cô giáo yêu cầu bé Na cắt những cái hình, chứ không phải là xếp hình. À, cắt những cái hình. Thì các bạn có nhìn được cái hình trên bảng của tôi đang share không ạ? Trên màn hình không ạ? Có thế. Rồi, vậy xếp hình cái gì? Cắt hình cái gì? Cắt những cái khối hình. Vậy về bản chất bạn nhìn thấy đây là object rồi. Có bao nhiêu object? Có bao nhiêu object? Là có 3. 9. Có 9 lắm. Bài này. Những cái gì tất nhiên bỏ qua chữ project và bỏ qua cả cả cái màn hình tôi đang share thì mình nhìn với tập trung vào bài toán của mình. Có 9 chứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Má thằng cái thằng nào trả lời 3 tôi buồn lắm luôn. Là những cái gì đếm được, phân biết được. Còn có bao nhiêu nhóm? Thì là 3 nhóm. Thằng này khác thằng này mà thấy, thằng này khác thằng này mà thấy, thằng này tròn, ủa thằng này vuông, thằng này chữ nhật. À. Mô tả được không thầy? Được.
khuôn được không thầy? Được. Khuôn hình chữ nhật, khuôn hình tròn, khuôn hình vuông, được. Còn là cái gì? Màu sắc 2 chấm, cạnh 2 chấm, bán kính 2 chấm, cạnh dài và rộng 2 chấm. Chữ tía má anh hai, gậy anh hai và gậy bé na là sao thầy? Hình này bé na phải ghi thêm tên tặng cho ai đó. Như vậy đó gọi là tính owner. Món quà đúng không? Bạn nhớ con nít hay tặng một cái hình ra vẽ cái gì đó. Đây là ba, đây là má nè. Đại loại vậy. Như vậy hãy giúp cho cô giáo của bé na hệ thống hóa những thành quả của bé na. Hãy viết bài này dưới dạng của project bé na. Rồi, ba class, ba khuôn. Chúng mày làm ba hàm nhập dữ liệu từ bàn phím giống như cái bài student hôm bữa mình làm. Mỗi hàm chỉ cần new một nhát là đủ rồi. Để quen với các câu lệnh liên quan đến việc nhập dữ liệu. Đây, cái hàm nó input. Như vậy input rectangle, input squares, input disk hình tròn. Như vậy new, à scanner, new một cái, in ra, xong. Alo, anh em có theo kịp không ạ? Thầy ơi, là... dễ đúng không? Deadline tối 23 giờ 59 phút ngày chủ nhật 30 tháng 6. À đủ hết nửa năm rồi đấy. Gần hết nửa năm rồi đấy các con. Thời gian trôi nhanh lắm nếu các con tiếp tục chơi. À, cảm ơn cộng đồng mạng đã chăm chú lắng nghe. Chúc cuối tuần thứ ba vui vẻ. Anh em, con nhà mình ở lại điểm danh.